Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 56. Nhưng Chu Quang Vinh thì lại không giống thế, anh ta bị Tề Đẳng Nhàn túm lấy từ giữa bả vai và xé xuống từ xương quai xanh, hơn nữa còn xé cả hai bên trong cùng một lúc. Độc ác quá đi. Trong đầu Trần Ngư chỉ có bốn chữ này. Đồ phu ở tầng 2 thì càng nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó, hai bố con nhà này đúng là ai nấy đều vô cùng hung ác. Nếu như mình thực sự phản bội thì e rằng kết cục của mình chắc cũng chẳng khá hơn Chu Quang Vinh là bao đâu nhỉ. Tạ Thiên Tiều chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn ta bị tình trạng bi thảm của Chu Quang Vinh dọa cho hai chân run rẩy và suýt nữa đã tè ra ngoài, gót chân tê dại và suýt chút nữa đã ngã phịch xuống đất. Trong miệng Chu Quang Vinh liên tục hộc máu ra bên ngoài giống như thể không cần tiền vậy, chẳng bao lâu sau, cả người anh ta đã biến thành vũng máu. Cậu Tạ, Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt, xách hai cánh tay đẫm máu lên và đứng ở trước mặt Tạ Thiên Tiều, giống như thể đang cầm hai cái móng lợn ở trong tay vậy. Biểu cảm của Tạ Thiên Tiều bỗng chốc đông cứng lại, trong ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi và nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Tề Đẳng Nhàn cười nói, ban nãy cậu mắng tôi thế nào ý nhỉ? Tôi muốn nghe lại một lần. Này, anh thật là vô lễ, không thấy cậu Tạ bị anh dọa thành bộ dạng đó rồi sao? Còn muốn sỉ nhục người ta à? Trần Ngư đi đến và nói với vẻ tức giận. Mau vứt hai cái móng lợn đó đi, trông ghê chết đi được. Tề Đẳng Nhàn tiện tay ném hai cánh tay đã bị xé nát đến vô cùng bất thường kia ra ngoài, chúng bịch bịch hai tiếng rơi xuống mặt đất, bị đập đến máu thịt bay thứ tung, giống như hắn thực sự vứt ra hai cái móng lợn vậy. Những người đang có mặt ở đó đều sợ đến tê dại cả người. Đặc biệt là Đan Liệt, cậu ta liên tục nuốt nước bọt và âm thầm thề rằng cả đời này mình sẽ làm một người sẵn sàng nói lý lẽ với người khác. Tạ Thiêu Tiều sợ hãi nuốt nước bọt, hắn ta miễn cưỡng nở nụ cười và nói, tuyệt lắm, cô Trần có một thuộc hạ mạnh mẽ đến như vậy, thật là khiến cho tôi ngưỡng mộ mà. Trần Ngư cười nói, bây giờ mà cậu Tạ vẫn còn cười được mà. Ban nãy chẳng phải anh đã ép tôi phải gả cho anh hay sao? Tạ Thiên Tiều nói, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Lần này tôi đến Quang Dương chính là để làm từ thiện, tôi không hề có ý muốn đối đầu với cô Trần đây đâu. Sắc mặt của Trần Ngư bỗng chốc trầm xuống, cô ấy lạnh lùng nói, lôi người này ra ngoài cho cá mập ăn đi. Sau khi nghe thấy câu nói này của Trần Ngư, Đồ Phu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Tạ Thiên Tiều là người của Tạ gia ở Bắc Kinh đó, bảo giết chết là giết chết luôn à. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này của Trần Ngư thì cũng bỗng chốc thay đổi sắc mặt, hắn nói, chờ đã, không thể làm như thế được. Tạ Thiên Tiều vốn đã bị Trần Ngư dọa cho gần chết, sau khi nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn, hắn ta khẽ thở phào một hơi, trên mặt hiện ra một nụ cười và nói, cô Trần đừng có dọa tôi là người của Tạ gia ở Bắc Kinh đó, nếu như cô đem tôi cho cá mập ăn thì cô có biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào không? Nếu như tôi chết rồi thì Tạ gia nhất định sẽ tức giận. Cô phải nghĩ cho kỹ, không phải ai cũng có thể gánh chịu được lửa giận của Tạ gia đâu. Trần Ngư nghe vậy thì cười khẩy và nói, anh muốn giết chết tôi thì được mà tôi không thể giết chết anh à. Logic gì vậy? Nói xong lời này, cô ấy quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhíu chặt mày lại và nói, anh trở nên hèn nhát như thế từ bao giờ vậy? Tôi vừa mới khen anh dũng cảm đó. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười thẹn thùng và nói, có lẽ cậu ta đáng giá nhiều tiền lắm, giết đi thì thật là đáng tiếc. Chặt tay ra trước rồi gửi về cho Tạ gia để bọn họ bỏ tiền ra chuộc không tốt hay sao? Lời này vừa nói ra khiến cho Trần Ngư bỗng chốc sững sờ. Nụ cười trên mặt Tạ Thiên Tiều cũng ngay lập tức đông cứng lại. Đề Phu lại trợn mắt lườm hắn một cái, quả nhiên là không ngoài dự liệu mà cái tên ma cả bông nhi đương ra này. Cho dù là ông trời đến hắn còn dám đâm một dao, chẳng lẽ hắn lại sỡ Tạ gia ở Bắc Kinh hay sao? Chặt tay của tao để đổi lấy tiền của Tạ gia, mày to gan thật đấy. Tạ Thiên Tiều nói với giọng tức giận nhưng cũng chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi. Hắn ta đã mất đi sự ủng hộ của Đồ Phu thì chỉ còn là một miếng thịt trên thớt mà thôi, uy danh của Tạ gia có lớn hơn nữa thì cũng có sao đâu chứ, ở cái nơi như Tam Giác Độc này. Cho dù là danh tiếng của ông trời cũng chưa chắc đã có tác dụng. Đám người Mỹ thống trị thế giới khi nghe đến ba chữ Tam Giác Độc còn phải lắc đầu. Sau khi nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn,
Trên mặt Trần Ngư hiện lên một nét cười, cô ấy nói, kể ra thì đem cho cá mập ăn thực sự có chút phí phạm của trời, giữ lấy cái mạng của anh ta thì chí ít cũng có thể đổi lấy mấy tỷ từ trong tay của Tạ gia nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, mấy tỷ thì chắc là không được đâu cơ mà khoảng một tỷ thì chắc là được đó. Tạ gia cũng đâu phải kẻ ngốc, Tạ Thiên Tiều đã rơi vào trong tay của Trần Ngư rồi, bọn họ bỏ ra một khoản là đã khá lắm rồi, sau đó có lẽ sẽ không chịu móc tiền ra nữa. Các người dám à, các người lấy mạng của tôi để uy hiếp Tạ gia đồng nghĩa với việc móc nối bản thân mình với hành vi khủng bố đó. Tạ Thiên Tiều không nhịn được mà lùi về sau một bước. Lúc này, Đồ Phu ở trên tầng 2 lại cầm khẩu AK lên, nhắm chuẩn vào tay phải của Tạ Thiên Tiều và bóp cò cạch một tiếng. Bằng. Sau khi một tiếng súng vang lên, viên đạn cỡ nòng 7,62mm mang theo động năng mạnh mẽ lao đến, tay phải của Tạ Thiên Tiều đứt lìa khỏi cẳng tay, một bàn tay cứ thế mà bay lên. A! À. Trong miệng Tạ Thiên Tiều phát ra một tiếng kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vậy, hắn ta ngã phịch ra đất và liên tục lăn lộn. Trong lòng hắn ta vô cùng sợ hãi và vô cùng hối hận, bản thân mình đường đường là cậu ấm của Tạ gia, tại sao lại cứ phải đến cái nơi rách nát như Quang Dương để lao mình vào nguy hiểm chứ? Trong lòng Trần Ngư âm thầm cười khẩy, chắc là cái tên mập này sợ Tề Đẳng Nhàn không vui vì chuyện trước đây anh ta đã phản bội, sợ hắn sẽ nghi ngờ anh ta nên mới chủ động bắn gãy tay Tạ Thiên Tiều để thể hiện lòng trung thành đây mà. Với sức mạnh của Tạ gia, nếu như anh ta không ôm chặt cái chân của Tề Đẳng Nhàn thì e rằng sẽ không thể lăn lộn ở Tam Giác Độc nữa đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Tạ Thiên Tiều xảy ra chuyện ở Quang Dương, cho dù thế nào đi chăng nữa thì Tạ gia cũng sẽ tính đổ lên đầu Đồ Phu. Dù sao thì Tạ Thiên Tiều cũng là cảm thấy Chu Quang Vinh đã hoàn toàn bàn bạc xong xuôi với Đồ Phu rồi nên mới suy nghĩ đến việc tới đây mà. Ai mà ngờ được cái tên Đồ Phu lắm mưu nhiều kế này lại bán đứng bọn họ chứ. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi và nói, gửi bàn tay này về Bắc Kinh đi, bảo bọn họ chuyển tiền. Số tài khoản ấy à, cứ dùng cái của tôi là được rồi, dù sao thì thẻ ngân hàng cũng là của ngỗng đầu to, ông ta không sợ Tạ gia tìm đến để gây phiền phức đâu. Tất cả tài sản trong nước của Tề Đẳng Nhàn đều đã bị đóng băng rồi, có điều, tài sản của hắn đã được chuyển đi gần hết từ lâu rồi, thứ bị đóng băng chỉ đơn giản là một ít tiền quỹ giải rác mà thôi. Bên trong hội trường tổ chức bữa tiệc, những doanh nhân địa phương được tập đoàn N đặc mời đến đều tái mét mặt mày, hai chân mềm nhũn. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, đừng hoảng sợ, các người đều là người có tiền, những ai bằng lòng bỏ tiền ra để mua mạng thì sẽ có thể giữ lại được một cái mạng chó của mình. Thế nhưng nếu như các người muốn làm những kẻ keo kiệt thì cứ thẳng tay bắn chết luôn cho rồi. Hắn quay đầu nói với Đồ Phu, cậu tự xử lý những người này đi. Dù sao thì cậu mới là ông lớn của Quang Dương, muốn quản lý Quang Dương như thế nào cũng là việc của cậu. Đồ Phu gật đầu một cách nghiêm túc, trong những năm ở trong nhà tù U Đô, anh ta đã bị mài bớt một ít góc cạnh nhưng cũng đã trở nên bình tĩnh và vững vàng hơn nhiều. Anh ta biết rằng, để thực hiện được ước mơ lớn lao của mình, anh ta không thể chỉ dựa vào súng là có thể có được mà còn cần đến sự ổn định và kinh tế nữa. Quang Dương chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để làm thành đại bản doanh của anh ta, phải giết chết hết tất cả những doanh nhân hút máu này và tịch thu toàn bộ tài sản của họ thì anh ta mới có thể tích lũy được một nền tảng vững chắc. Càng huống hồ Nam Dương Trần thì cũng sẽ giúp đỡ anh ta, với sức ảnh hưởng của bọn họ kết hợp với quân quyền trong tay mình, muốn xây dựng một Quang Dương có trật tự lề lối cũng không phải là không thể. Đây là một cuộc cải cách đối với Quang Dương. Cải cách với ai đây? Tất nhiên là đối với những doanh nhân không coi con người là con người kia rồi. Tên mập này đúng là một kẻ thông minh, một phát súng của anh ta đã cắt đứt hoàn toàn khả năng hòa giải với Tạ gia, đồng thời cũng khiến chúng ta yên tâm. Trần Ngư quay đầu sang cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Đương nhiên là cậu ta thông minh rồi, nếu như không thông minh thì đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Tề Đẳng Nhàn bĩu môi và nói với vẻ khinh thường. Tạ Thiên Tiều ở trên mặt đất đã bị thuộc hạ của Đồ Phu kéo xuống, đây chính là một cái máy rút tiền, phải giúp hắn ta xử lý vết thương cho tốt trước thì mới có thể lấy tiền từ chỗ của Tạ ra được. Người thì Trần Ngư và Tề Đẳng Nhàn chắc chắn sẽ không thể thả ra được, tóm lại bọn họ chính là muốn vắt kiệt hắn ta, đợi đến khi Tạ ra không chịu bỏ tiền ra nữa thì kéo đi cho cá mập ăn cũng được mà thẳng tay bắn chết luôn cũng được, làm như thế nào cũng được hết.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn nói, không ngờ rằng quyết tâm của cô lại kiên định đến thế đây, là tôi đã xem thường cô rồi. Trần Ngư lắc đầu và nói, hợp tác với những kẻ có dã tâm này mới thật sự là bảo hổ lột da mình. Nam Dương là một miếng bánh ngọt lớn, ai mà không muốn độc chiếm nó chứ? Lời hay ý đẹp thì ai cũng biết nói, nhưng khi lợi ích bày ra trước mắt, đâu có mấy người có thể không động lòng. Trần Ngư sẽ không nghĩ những điều ngu ngốc như hòa thân đâu, cuộc chiến giữa Nam Dương Trần Thị và những thế lực kia đã đến mức độ không chết không thôi rồi. Nếu như cô ấy nhân từ nương tay thì người chết chỉ có thể là cô ấy mà thôi. Một người con gái thông minh như cô ấy sao có thể đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như thế được cơ chứ? Điểm này cô có thể nhìn thấy rất rõ, cơ mà một số người trong Trần gia của các cô thì lại không thể nhìn ra được. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười chế nhạo và lắc lắc đầu. Cái đám ngu ngốc à, không đề cập tới cũng được, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay tôi thôi. Trần Ngư thản nhiên nói với vẻ tràn đầy tự tin. Đồ Phu đã bảo thuộc hạ của mình khống chế những người đang có mặt ở đó rồi, dưới trướng những người này cũng có không ít lực lượng vũ trang tư nhân, thế nhưng đám lực lượng vũ trang tư nhân đó sao có thể bì được với hàng vạn quân lính của Đồ Phu được cơ chứ, vậy nên bọn họ ai nấy đều chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Đồ Phu cũng là một kẻ có thủ đoạn độc ác, anh ta đã dứt khoát giết chết không ít nhân viên cấp cao của tập đoàn N đặc. Đan Liệt thấy Đồ Phu đi về phía mình thì sợ đến tè cả ra quần. Cậu ta chạy vọt đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn rồi quỳ xuống và nói, anh Tề, cô Trần, tôi có mắt như mù, trước đây tôi đã đắc tội với hai người. Bây giờ tôi nhận sai xin lỗi với hai người, mong rằng hai người sẽ cho tôi một cơ hội, sau này tôi nhất định sẽ làm một người nói lý lẽ, tuyệt đối sẽ không làm sằng làm bậy nữa. Trần Ngư bỗng phì cười một cái tên Đan Liệt này cũng là một người thông minh đó. Cậu ta biết việc cầu xin tha thứ với một kẻ tàn ác như Đồ Phu cũng vô dụng nên mới dứt khoát chạy đến cầu xin cô ấy và Tề Đẳng Nhàn. Thân thủ của cái tên Đan Liệt này cũng không tồi, có thể giữ lại. Trần Ngư nhàn nhạt nói, phía Nam Dương chúng tôi vừa hay đang thiếu một ít nhân tài. Vậy thì nghe lời cô Trần mà giữ lại cái mạng chó của cậu vậy. Đồ Phu liếc nhìn Đan Liệt một cái và lạnh lùng nói. Đan Liệt không ngừng run rẩy toàn thân. Con mẹ có cái tên Sần ngày trước đã giết chết hàng vạn tù nhân này đúng thật là khiến cho người khác sợ hãi mà. Đồ Phu nhìn về phía U Mặc và cười nói, cô nhóc, cô nói gì đi nào. Tề Đẳng Nhàn lại nhàn nhạt nói, không được động vào cô ta. Đồ Phu cười với U Mặc và nói, cô may mắn đấy, nhị đương gia đồng ý giữ lại cái mạng chó của cô. U Mặc cười khẩy với vẻ khinh thường và nói, ai mà thèm chứ. Đồ Phu chẹp một tiếng và quay đầu lại nói với Tề Đẳng Nhàn, nhị đương gia, cô nhóc này không chịu nghe lời, hay là cứ xử lý đi nhé. Nhớ đâu cô ta dương cờ tập đoàn N đặc để triệu tập thuộc hạ cũ thì ít nhiều gì cũng là một chuyện phiền toái. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng liếc Đồ Phu một cái, tên mập chết tiệt ngay lập tức ngậm miệng lại và không nói gì nữa. Vẻ mặt U Mặc rất kiêu ngạo và cố chấp, cô ta cứ thế nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt mang theo địch ý vô cùng lớn. Cô cũng không phải loại người thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu không thì cô cũng sẽ không chịu làm việc cho tập đoàn N đặc đâu. Vậy nên đừng có làm bộ làm tịch ở trước mặt tôi nữa. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Hắn bước về phía trước một bước, sắc mặt của U Mặc ngay lập tức bị dọa cho tái mét. Nói cô ta không sợ Tề Đẳng Nhàn chính là nói dối. Dù sao thì Chu Quang Vinh cũng đã bị Tề Đẳng Nhàn xé toạc hai cánh tay ở ngay trước mặt mọi người. Bây giờ anh ta vẫn còn đang nằm trong vũng máu và lạnh đến thấu xương rồi. U Mặc cắn răng nói, phải, tôi đang sợ đấy. Nhưng nếu bắt tôi nhận lòng tốt liên quan đến Lục Chiến Long thì tôi thà chết còn hơn. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, thật là không biết tại sao hiểu lầm của cô đối với anh ấy lại sâu sắc đến như vậy đấy. U Mặc cười khẩy và nói, tôi đã từng liên lạc với anh ta không chỉ một lần, thế nhưng anh ta vẫn luôn giả đuôi giả điếc. Anh tưởng rằng tôi không tuyệt vọng hay sao? Tề Đẳng Nhàn sững sờ một lúc rồi bình tĩnh nói, tôi biết rồi, không phải là cô hiểu nhầm anh ấy mà là có người đã đánh lạc hướng cô. Những năm nay Lục Chiến Long vẫn luôn đi tìm tung tích của cô, thông tin duy nhất có liên quan đến cô mà anh ấy có được chính là video cô bị bắt cóc. Hơn nữa, kẻ xấu đã dùng chính video đó để uy hiếp anh ấy. U Mặc hoàn toàn không tin. Chính vào lúc này,
thuộc hạ của Trần Ngư vội vội vàng vàng chạy vào và nói, cô Trần, có thư của một người tên là Diệp Phong. Trần Ngư nói với Tề Đảng Nhàn, xem ra Ngọc tướng lĩnh đã trả lời rồi, anh cầm lấy đi. Tề Đảng Nhàn cũng không nói nhiều làm gì, sau khi đón lấy lá thư, hắn ném thẳng nó vào trong tay của U Mặc và nói, cô không tin được tôi thì cô cũng nên tin vào Ngọc Tiểu Long tướng quân nhỉ. Vì cái mạng này của cô, anh cô đã mất rồi, tôi cũng vì chuyện này mà phải gánh trên vai cái tội danh phản quốc. Hy vọng nửa đời sau cô sẽ sống như một con người, đừng có phụ lòng mọi người. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong lời này, hắn gọi Trần Ngư và xoay người rời đi. U Mặc sững sờ ngay tại chỗ, cô ta cầm lá thư trong tay và không biết nên làm gì cả. Đồ Phu thở dài một hơi và nói với U Mặc, cô nhóc, nhị đương gia là một người rất trung thành với bạn bè đó, vì để cứu anh của cô, anh ấy đã bị gán cho cái mác phản quốc. Cô vẫn nên suy nghĩ lại cho kỹ đi, nghĩ cho kỹ rồi thì đi đến quân doanh để tìm tôi sẽ cho cô một cơ hội. Ngày hôm nay, đám nhân viên cấp cao của tập đoàn N đặc gần như là đã bị Đồ Phu giết chết toàn bộ. Lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn tham gia vào những ngành nghề phi pháp như lừa đảo, xổ số cũng đều bị một lưới bắt gọn, bọn họ hoặc là bị tống tiền đến mức không xu dính túi, hoặc là bị thẳng tay bắn chết. Tập đoàn Vạn Thịnh sau khi biết được Quang Dương vừa mới xảy ra một thay đổi kinh thiên động địa đến như vậy thì cũng líu lưỡi một trận. Alexandrovich đã ngay lập tức gọi điện thoại cho Tề Đảng Nhàn để hỏi thăm tình hình, sợ rằng đến lúc đó Đồ Phu bỗng nhiên nóng máu lên rồi lại đem quân đến san phẳng cả tập đoàn Vạn Thịnh. Tề Đảng Nhàn cũng không nói nhiều làm gì, hắn yêu cầu Alexandrovich sáng sớm hôm sau đến đó để họp bàn về cách tái thiết lại Quang Dương. Hắn không có ý định tham gia vào việc của Quang Dương nhưng hắn lại sẵn lòng xây dựng một nền tảng như vậy cho Đồ Phu, có lẽ, nhiều năm sau, Đồ Phu sẽ tặng lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tôi phải nhanh chóng quay về Nam Dương thôi, Tạ gia không thể làm gì được Đồ Phu nhưng bọn họ có thể đối phó với tôi cũng đâu thể nào trốn mãi ở trong quân doanh của Đồ Phu và không bước ra ngoài được. Lúc ăn cơm tối, Trần Ngư cười mỉm và nói với Tề Đảng Nhàn. Cô về Nam Dương quả thực cũng sẽ an toàn hơn một chút, ở Myanmar quá hỗn loạn, ở trong Hoa Quốc có nhiều cao thủ như vậy. Nếu như lại có người tấn công vào cơ quan đầu não như tôi thì quả thực sẽ rất nguy hiểm. Tề Đảng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Đồ Phu có thể làm việc mà không kiêng nể gì ai chính là vì anh ta có quân đội bảo vệ, cho dù có trở mặt với Tạ gia thì cũng chẳng sao cả. Nhưng Trần Ngư thì lại không thể điều động nhiều cao thủ như thế đến bảo vệ mình bất cứ lúc nào, cô ấy sẽ gặp phải nguy hiểm. Trần Ngư nói. Lần này có thể nói là đã giải quyết được mối nguy hiểm tiềm ẩn mang tên Trần Thiên Hà kia, đồng thời cũng đảm bảo cho sự phát triển của trang sức Trần Thị trong tương lai. Anh đã có những đóng góp to lớn để biến điều này thành hiện thực, liệu anh có chuyện gì cần tôi báo đáp hay không? Tề Đảng Nhàn ho khan vài cái và nói, tôi muốn xem. Trần Ngư trừng mắt lên một cái rồi nở một nụ cười khéo léo và nói, được. Cơ mà không được xem trực tiếp, tối nay tôi gửi video cho anh có được không? Tề Đảng Nhàn ngây người một lúc rồi bỗng chốc có chút xúc động, hắn mạnh mẽ gật đầu và nói, được thôi, thế nào cũng được. Có cái để xem là được rồi. Trần Ngư mỉm cười và nói, thế thì buổi tối anh đợi tôi quay video để gửi cho anh đi. Tề Đảng Nhàn đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua một cách vô cùng dày vò, hắn cảm thấy quan hệ của mình và Trần gia đã vô cùng bền chặt nên không thể đòi hỏi báo đáp gì cả, cơ mà tùy tiện xem một cái video tự sướng thì cũng không tồi. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, điện thoại của Tề Đảng Nhàn reo lên leng keng. Hắn không nói lời nào mà lập tức mở ra. Chao ôi, đúng là rất biết giữ lời, không hổ là Trần Ngư. Tề Đảng Nhàn dùng ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức chiếc video tự sướng này. Nếu như có ai bảo hắn là kẻ háo sắc, hắn nhất định sẽ thẳng tay giáng cho người đó một cái bạt tai và nghiêm túc cảnh cáo người đó rằng đừng có bôi nhọ nghệ thuật. Video của Trần Ngư được quay rất tỉ mỉ và mang theo chút nghệ thuật ống kính, nó được bắt đầu quay từ dưới chân. Tề Đảng Nhàn cảm thấy hô hấp của mình sắp dừng lại rồi. Ống kính đột nhiên chuyển đến trên mặt. Biểu cảm của hắn bỗng chốc tê dại, sau đó suýt chút nữa đã nôn cả bữa khuya ra ngoài. Trần Ngư, tôi đánh chết cô bây giờ. Ở phòng bên kia, Trần Ngư có thể nghe thấy tiếng gầm của Tề Đảng Nhàn. Cô ấy cười đến đau cả bụng.
Đây là sự trả thù được cô ấy lên kế hoạch cẩn thận, để đạt được sự trả thù này, cô ấy đã đặc biệt bảo người của Nam Dương Trần Thị đi tìm một Jeff Couser với vóc dáng thiên thần và khuôn mặt ác quỷ để quay video. Jeff Couser chỉ những cosplayer nam chuyên cosplay thành những nhân vật nữ. Quan trọng là video này được quay một cách rất đều cáng, ống kính mở được sử dụng khi bắt đầu từ chân khiến người xem không ngừng hồi tưởng, cuối cùng thì lại ngay lập tức trở nên rõ ràng, khiến cho ai nấy khi xem xong đều phải hô lên một tiếng WTF, ai mà có tố chất tâm lý kém hơn một chút thì có lẽ là cả đời sau sẽ phải làm thái giám. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng xóa chiếc video khiến mình cay mắt này đi, sau đó mở mục yêu thích của mình lên để rửa mắt cho mình, với cái tố chất tâm lý mạnh mẽ đó của hắn mà suýt chút nữa đã buồn nôn đến chết, có thể tưởng tượng được nếu như người khác nhìn thấy video này thì chẳng phải sẽ bị dọa đến ngất xỉu hay sao? Ôi! Mắt của tôi, cự linh thần nhãn mà mình tu luyện biết bao nhiêu năm, hôm nay suýt chút nữa đã bị mù luôn rồi. Tề Đẳng Nhàn xem hết những video trong mục yêu thích rồi nhưng vẫn cảm thấy không thể rửa sạch được mắt mình, trong đầu vẫn luôn không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng khiến cho tinh thần của hắn suýt chút nữa đã sụp đổ kia. Hay không, Trần Ngư gửi tin nhắn thăm hỏi. Tôi đánh chết cô bây giờ. Tề Đẳng Nhàn trả lời ngắn gọn xúc tích bằng 6 chữ. Hắn tức đến không thể chịu nổi được nữa. Trần Ngư nói, tôi chỉ nói là quay video để gửi cho anh chứ có bảo là quay bản thân tôi đâu nào. Tề Đẳng Nhàn dứt khoát tắt điện thoại đi, sau đó ép mình bước vào trạng thái thiền định, nếu không thì tối hôm nay e rằng hắn sẽ không ngủ được mất. Trần Ngư có hơi nghi hoặc, cô ấy thầm nghĩ, video đó cay mắt đến thế hay sao? Mình mở ra xem thử nào. Sau khi xem xong video đó, trước mắt cô ấy tối sầm, suýt chút nữa đã đập nát cái điện thoại. Mẹ nó, mình không nên tò mò đến như thế. Ôi cái mắt của tôi. Tề Đẳng Nhàn khó khăn lắm mới chịu đựng được đến ngày hôm sau, hắn cảm thấy tinh thần của mình đang cận kề trạng thái sụp đổ rồi. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần để thu dọn một chút rồi chuẩn bị quay về Trung Hải của Hoa Quốc. A Phúc vốn là một đứa trẻ mồ côi, chính là Hướng Gia đã giúp ông ấy tìm được sự ấm áp của gia đình. Trong phim Batman, người quản gia cơ trí tên là Alfred, thiếu gia Bruce gọi ông ấy là A Phúc. Giống như Alfred trong truyện tranh, ông ấy luôn trung thành và tận tụy với gia đình, thậm chí còn coi Hướng Đông Tình như con gái ruột của mình. Ông ấy cũng biết rằng dạo gần đây tập đoàn Hướng Thị đã bởi vì chuyện phản quốc của Tề Đẳng Nhàn mà lâm vào thế bị động, cứ thỉnh thoảng lại phải tiếp nhận sự điều tra về mọi mặt, sự phát triển của tập đoàn đã vấp phải sự cản trở rất lớn. Thậm chí ngay cả tài chính của tập đoàn dạo gần đây cũng xuất hiện tình huống không thể giải thích được. Lẽ ra ông ấy nên tiếp tục ở bên cạnh Hướng Đông Tình, động viên cô ta hãy mạnh mẽ lên, để cô ta biết mình còn có một người thân là ông ấy đây. Nhưng đã đến lúc ông ấy phải rời khỏi rồi. Bởi vì ông ấy tuổi cao mắt mờ, có những lúc còn ho ra cả máu và đã suýt ngất đi vài lần. Ông ấy không còn có thể gồng mình để đứng ở ngoài cửa chờ Hướng Đông Tình quay về, cởi áo khoác ngoài ra cho cô ta và giúp cô ta kéo chiếc ghế ở trước bàn ăn được nữa. Ông ấy đang ở trong sảnh chờ để đợi chuyến bay xuyên quốc gia, ông ấy muốn đi đến một thành phố xuân về hoa nở, mặt hướng ra biển lớn để an hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời. Những ngày tháng chưa bao giờ nhảy múa chính là sự phụ lòng đối với sinh mạng. Ông ấy cảm thấy bả vai của mình đột nhiên bị một đôi bàn tay to lớn giữ lại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một thanh niên mập mạp trắng trẻo. Gương mặt của con người sẽ thay đổi nhưng ánh mắt thì không. Vậy nên A Phúc nhận ra được người thanh niên đã trở nên trắng trẻo mập mạp này, ông ấy cười cười và nói, tôi biết là cậu nhất định sẽ quay về mà. Cái người đang ngụy trang thành vẻ trắng trẻo mập mạp này chính là Tề Đẳng Nhàn, hắn ngồi xuống bên cạnh A Phúc và nói, ông dựa vào cái gì mà cho rằng tôi nhất định sẽ quay về chứ? Bây giờ tôi đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm đó. A Phúc nói, cho dù cậu có phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hơn nữa thì cậu cũng nhất định sẽ không bỏ rơi tiểu thư đâu. Đối với cậu mà nói, có rất nhiều thứ tình cảm còn đáng trân trọng hơn cả mạng sống của chính mình nữa. Tề Đẳng Nhàn cười một cái rồi đưa tay ra ôm lấy bả vai của A Phúc và hỏi, ông đang chuẩn bị đi đâu đây? Không nói lời nào mà đã đi rồi, không sợ cô ấy sẽ đau lòng và buồn bã hay sao? A Phúc lắc lắc đầu và nói, cô ấy đã phải đối diện với quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt rồi, tôi không thể nằm trong vòng tay của cô ấy mà chút hơi thở cuối cùng,
nếu không thì trái tim của cô ấy sẽ tan nát mất thôi. Sau khi nói xong lời này, A Phúc nắm chặt lấy bàn tay của Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười và nói, tôi bắt cô ấy đi xem mắt chính là muốn cậu nhanh chóng quay về. Nhìn thấy cậu quay về là tôi yên tâm rồi. Bây giờ tôi còn không lo nổi thân mình đây. Tề Đẳng Nhàn thở dài một cái. Có cậu ở đây rồi, chí ít thì cô ấy sẽ có chút vướng bận và sẽ không quá cực đoan. A Phúc nói với vẻ rất nghiêm túc, sau khi cậu xảy ra chuyện, cô ấy đã đau lòng rất lâu, ngày nào cũng thức đến đêm muộn rồi mới ngủ. Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến người con gái lạnh lùng như băng kia, trong lòng bỗng chốc có chút ấm áp. A Phúc thở dài và nói, trong những ngày cậu rời khỏi Trung Hải đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi cậu bị vướng vào chuyện lớn như vậy, đã có rất nhiều người bị liên lụy. Tề Đẳng Nhàn cười gượng một cách bất lực và nói, tôi biết rằng làm như thế sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, nhưng có một số chuyện vẫn là nên có người đi làm. Nếu không thì chính nghĩa sẽ bị chôn vùi. A Phúc cười nói, gửi gắm tiểu thư lại cho cậu, tôi rất yên tâm. Chuyến bay của tôi sắp đến giờ rồi, tôi nên đi thôi, à. Đúng rồi, tôi đã để dành được một khoản tiền ở Thủy Quốc, nếu như việc làm ăn của tiểu thư không thể tiếp tục được nữa thì cậu hãy rút số tiền đó ra nhé, ít nhất thì cũng có thể bảo đảm nửa đời sau của cô ấy sẽ không phải lo ăn lo mặc. Sau khi nói xong lời này, A Phúc đứng dậy, vẫy tay một cách phóng khoáng và đi về phía lối lên máy bay. Tề Đẳng Nhàn đưa mắt tiễn ông cụ bước lên máy bay và âm thầm thở dài một hơi. Mong ông sẽ hóa thành ánh sáng tâm linh, lao đến miền thiên đường cực lạc và có được cuộc sống vĩnh hằng. Bước trên đường phố của thành phố Trung Hải, hắn đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, chắc là lúc này trong lòng của Hướng Đông Tình còn cảm thấy lạnh lẽo hơn nữa. Dạo gần đây Hướng Đông Tình có một dự cảm rất không lành, mà dự cảm này lại có liên quan đến sự khác thường của A Phúc dạo gần đây. Hôm nay, sau khi trở về nhà, thứ dự cảm không lành đó đã trở thành sự thật, cô ta nhìn thấy bức thư mà A Phúc để lại. Tiểu thư, dạo gần đây tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, tôi muốn ra nước ngoài dạo chơi một chút và sống cuộc sống của chính mình. Cả đời này tôi vẫn luôn chăm chỉ làm việc vì Hướng gia, tôi cũng nên dành chút thời gian cho bản thân mình rồi. Có lẽ tôi vẫn sẽ quay về, có lẽ sẽ không quay về nữa. Chú Phúc mãi mãi yêu cô. Khoảnh khắc khi nhận được lá thư của A Phúc, Hướng Đông Tình vẫn duy trì sự bình tĩnh, thậm chí trên khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ta đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với mọi chuyện rồi. Nhưng khi đặt lá thư xuống, nước mắt của cô ta tuôn ra như mưa, trong lòng đau như bị dao đâm. Chú Phúc, ngay cả chú cũng rời xa tôi sao? Tôi không còn người thân nào trên thế giới này nữa hay sao? Cô ta cảm thấy sau này cho dù bản thân mình có gặp phải chuyện gì thì cô ta cũng sẽ có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng rõ ràng là cô ta đã sai rồi, cô ta không thể bình tĩnh nổi, thậm chí còn bắt đầu suy sụp. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả chú cũng muốn rời xa tôi? Hướng Đông Tình cảm thấy chút sức lực cuối cùng ở trong người mình cũng đã bị rút cạn rồi. Khi Tề Đẳng Nhàn đến được Hướng gia, hắn chỉ thấy trống rỗng mà chẳng thấy Hướng Đông Tình đâu cả. Chẳng lẽ là vẫn đang ở công ty làm việc, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nghi ngờ nên đã gọi cho một số điện thoại. Số điện thoại này là của vệ sĩ của Hướng Đông Tình, người vệ sĩ này là do Tề Đẳng Nhàn sắp xếp, thuộc về người của mình và sẽ không bán đứng hắn nên hắn rất yên tâm. Cô ấy đi một mình á? Đó chẳng phải càn quấy thì là gì? Sau khi có được tin tức từ chỗ của vệ sĩ, Tề Đẳng Nhàn không khỏi cau mày và lẩm bẩm một cách không vui. Hướng Đông Tình một mình lái xe ra ngoài, không cho phép bất cứ ai đi theo cô ta. Tề Đẳng Nhàn ngẫm nghĩ một lúc, hắn nghĩ ra một nơi mà Hướng Đông Tình sẽ có khả năng đến nhất. Mặc dù bây giờ đã là đêm muộn rồi, hơn nữa cô ta còn là một người con gái rất yếu đuối. Nhưng chắc chắn cô ta đang ở đó. Đúng như suy nghĩ của Tề Đẳng Nhàn, Hướng Đông Tình thực sự đã đến trước bia mộ của bố mẹ cô ta không hề uống rượu. Cũng không hề khóc lóc kêu gào, cứ như thế yên lặng ngồi ở trước bia mộ. Cô ta đã ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Đôi chân của cô ta thậm chí còn có chút tê dại. Cơ thể của cô ta cũng bắt đầu rét run, thậm chí còn bị gió lạnh trong đêm khuya thổi cho run lên cầm cập. Nhưng đôi mắt của cô ta vẫn trống rỗng như một người đã mất đi chút ham muốn sống sót cuối cùng rồi vậy,
cô ta mơ màng như thể mình đang nằm trên một chiếc bè che trôi theo sóng sau một vụ đắm tàu và không biết trạm kế tiếp là nơi nào. Mãi cho đến khi cô ta cảm thấy có một bộ quần áo mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc bao phủ lên người mình, cô ta mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Trí nhớ của con người đối với mùi hương chính là thứ sâu sắc nhất. Gương mặt đang tê dại của Hướng Đông Tình cuối cùng cũng hiện lên một chút biểu cảm đau buồn, cô ta lau đi nước mắt trên mặt và nói, anh nói xem, tại sao chú Phúc lại rời xa tôi? Có lẽ là ông ấy mệt rồi nên muốn sống cuộc sống của riêng mình. Mỗi con người đều nên sống cho bản thân mình vài ngày mà, không phải sao? Giọng nói ấm áp truyền đến từ bên tai. Hướng Đông Tình nước mắt như mưa, cô ta nói, ông ấy đi rồi thì tôi còn lại gì chứ? Cho dù có làm ăn lớn hơn nữa, kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì biết đưa cho ai xem, biết bảo ai đến ăn mừng cùng tôi đây. Khi muốn uống rượu thì ai đến cạn ly với tôi đây? Ánh trăng thê lương rơi trên gương mặt của cô ta, có 3 phần hóa thành sự trong trẻo và lạnh lùng như nước chảy. 7 phần còn lại thì hóa thành sự cô đơn ngấm sâu vào trong xương cốt. Tề Đẳng Nhàn bế Hướng Đông Tình đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần đi xuống từ nghĩa trang trên núi. Người con gái mạnh mẽ quấn mình trong băng cứng này thực ra có nội tâm rất mong manh, dù sao thì cuộc đời của cô ta đã phải chịu một đòn đánh không gì nặng nề hơn. Nếu để cho chú Phúc nhìn thấy tình trạng này của cô thì ông ấy sẽ đau lòng lắm đó. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ bất lực. Hướng Đông Tình lại dựa vào trong lòng hắn mà ngủ thiếp đi rồi, trong những ngày này. Cô ta vẫn luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Đợi đến khi Hướng Đông Tình mở mắt ra lần nữa, cô ta phát hiện mình đang ở trong bóng tối, điều này khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lớn tướng như thế rồi mà vẫn còn sợ bóng tối à? Giọng nói của Tề Đẳng Nhàn yếu ớt truyền đến từ bên cạnh. Thì ra là anh vẫn ở đây à? Hướng Đông Tình thở phào một hơi, mở mắt ra và nằm đó một cách lười biếng. Này! Tôi liều mình vượt qua nguy hiểm để chạy về nước quan tâm cô lại không hề cảm động một chút nào à? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà cất tiếng hỏi, hắn đưa tay nhéo nhẹ cái má mềm nhũn của cô ta. Hướng Đông Tình khẽ giọng nói, ai bảo anh bốc đồng như thế làm gì chứ? Trước khi làm loại chuyện như thế này cũng không biết thông báo trước cho người ta, khiến cho người ta lo lắng, cũng khiến cho người ta trở tay không kịp. Tề Đẳng Nhàn cười cười một cách xấu hổ rồi nói, đúng là tôi có chút máu dồn lên não nhưng không phải là bốc đồng đâu. Giống như việc tôi biết tình hình của cô không tốt nên cho dù có phải vượt qua núi đao biển lửa thì tôi cũng phải chạy về nước để thăm cô vậy đó. Hướng Đông Tình im lặng một lúc lâu, không biết đã qua bao lâu, cô ta đột nhiên cất giọng hỏi, sức khỏe của chú Phúc có vấn đề gì rồi đúng không? Hơn nữa anh còn đã biết từ sớm. Tề Đẳng Nhàn nói. Vì lo cho cô nên mới giấu cô đó. Hướng Đông Tình bỗng nhiên bật khóc dữ dội, toàn thân co lại thành một quả bóng, cô ta biết người quan tâm cô ta nhất trên thế giới này sắp rời đi rồi. Có rất nhiều người đang theo dõi cô ở trong bóng tối, sáng sớm là tôi phải rời đi rồi. Vậy nên, tôi mong cô có thể điều chỉnh lại trạng thái của mình, ít nhất thì cũng có thể khiến cho tôi yên lòng. Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra vuốt ve cái đầu của cô ta, thở dài và nói. Hướng Đông Tình nói với giọng nức nở, anh yên tâm. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành sự nghiệp đã giao hẹn từ trước theo kế hoạch của chúng ta, tôi đã từng hứa rằng tập đoàn Hướng Thị sẽ làm chỗ dựa cho anh, tôi nhất định sẽ làm được. Tề Đẳng Nhàn lại nói, tôi không quan tâm đến những chuyện đó, tôi chỉ mong cô có thể bình an và vui vẻ. Nếu đã như thế, vậy thì tôi cũng không muốn quản lý tập đoàn Hướng Thị nữa, tôi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ trong tay mình và rời khỏi nơi này. Anh đưa tôi đi đi, đi đến đâu cũng được, Hướng Đông Tình nói với vẻ đau khổ. Được thôi, Tề Đẳng Nhàn dứt khoát đồng ý với cô ta. Thật à, Hướng Đông Tình khẽ giọng hỏi. Ừ, Tề Đẳng Nhàn trả lời một cách rất nghiêm túc. Hướng Đông Tình cười cười và nói, thôi vậy, như thế thì không phải là tôi nữa. Tôi sẽ không bị những chuyện này đánh bại đâu, cảm ơn anh vì đã có thể về đây thăm tôi, cảm ơn vì đã quan tâm tôi như vậy. Hướng Đông Tình đã kiệt sức cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cô ta cứ nói chuyện với Tề Đẳng Nhàn mãi rồi bắt đầu cảm thấy khóe mắt giật giật rồi từ từ mất đi ý thức. Đợi đến khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Hướng Đông Tình phát hiện người đàn ông đã ở cùng mình suốt cả một đêm đã biến mất không dấu vết rồi.
sự xuất hiện của hắn giống như một giấc mơ vậy. Hướng Đông Tình vô thức đưa tay ra sờ gáy mình thì lại phát hiện mái tóc của cô ta đã xóa tung ra rồi, cây bút chì mà cô ta coi như báu vật cũng đã biến mất. Điều này khiến cho Hướng Đông Tình ngây người trong chốc lát, sau đó kinh ngạc vội vàng ngồi dậy, lật chăn và gối lên để tìm kiếm khắp nơi. Cô ta không tìm thấy. Sau đó, cảm xúc vốn đã được điều chỉnh xong của cô ta lại đến bên bờ vực sụp đổ. Nhưng cô ta lại nhìn thấy tờ giấy nốt được để lại trên mặt tủ ở đầu giường. Tôi đã lấy cây bút chì đi rồi, dù sao thì cũng không thể nhìn thấy cô bất cứ lúc nào, tôi cầm nó trong tay coi như là để nhìn vật nhớ người vậy. Đương nhiên là cũng có thể để cô nhớ đến người đã lấy đi cây bút chì của cô là tôi đây. Sau đó, ở phía dưới còn vẽ thêm một biểu cảm trông vô cùng đáng khinh. Hướng Đông Tình có chút điên cuồng, sau đó lại bình tĩnh lại, cô ta nhìn tờ giấy, sau đó mỉm cười và khẽ lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn lấy đi cây bút chì quý giá nhất của cô ta nhưng lại khiến cho cô ta có cảm giác như vừa được giải thoát khỏi một sự trói buộc nào đó. Cô ta gài cây bút chì ở sau đầu và quấn thành búi tóc, điều đó cho thấy cô ta trân trọng cây bút chì đó đến nhường nào. Nhưng chẳng phải nó cũng tượng trưng cho sự trói buộc của nỗi buồn trong quá khứ đối với cô ta hay sao? Tề Đẳng Nhàn lấy đi cây bút chì của cô ta giống như là để lấy đi sự đau buồn trong quá khứ của cô ta vậy. Cây bút chì này không chỉ có thể mang theo nỗi buồn mà còn mang theo những suy nghĩ, trăn trở trong những ngày sắp tới nữa. Hướng Đông Tình nhìn mình trong gương, nhìn mái tóc dài đến vai của mình, cô ta không thể không thừa nhận Tề Đẳng Nhàn rất có mắt nhìn. Bởi vì hắn đã từng nói rằng cô ta trông đẹp hơn khi không búi tóc. Vậy nên, hôm nay ở trong tập đoàn Hướng Thị đã xảy ra một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng quái gở. Hướng Tổng hôm nay lại không búi tóc, sau gáy cũng không còn cây bút chì khiến cho mọi người cảm thấy không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Có điều, chẳng bao lâu sau, tâm trạng vui vẻ của Hướng Đông Tình đã bị người khác phá hoại rồi. Có người của phía chính phủ đến tìm cô ta và đã xông thẳng vào trong văn phòng của cô ta. Hôm qua có phải cô đã ở cùng với Tề Đẳng Nhàn không? Người vừa bước vào hỏi cô ta với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Hướng Đông Tình cũng vô cùng không tốt. Đúng đấy, Hướng Đông Tình nở nụ cười và trả lời với vẻ sảng khoái. Người đó bèn hỏi tiếp, cậu ta có nói gì với cô không? Cô có biết cậu ta đi đâu không? Cô có biết tiếp xúc với một kẻ phản quốc thì sẽ phải nhận tội gì không? Hướng Đông Tình lại nói, tôi không chỉ tiếp xúc với anh ta mà tôi còn ngủ với anh ta một giấc kia kìa. Cho dù tôi biết anh ta ở đâu thì tại sao tôi lại phải nói cho các người biết chứ? Ánh mắt của người đó ngay lập tức trở nên vô cùng sắc bén, người đó lạnh lùng nói, cô không nói thì không sợ sẽ gặp phải phiền toái à? Hướng Đông Tình lại lắc lắc đầu. Cô ta dựa lưng vào chiếc ghế ông chủ với vẻ bất cần và thản nhiên nói, ông muốn gây phiền toái cho tôi mà không sợ sẽ mất luôn cái mạng của mình à. Nếu như anh ta đã có thể không màng nguy hiểm mà chạy đến Trung Hải tìm tôi thì đương nhiên anh ta cũng sẽ không ngại việc ra tay giết chết vài kẻ dám uy hiếp và bắt nạt tôi đâu nhỉ. Biểu cảm của người đó đột nhiên đông cứng lại, ông ta muốn móc ra chiếc còng tay ở bên hông mình. Trên mặt Hướng Đông Tình lại hiện ra một nụ cười. Cô ta nói, ông đến đây theo dõi tôi chỉ đơn giản là phụng mệnh làm việc và muốn có được một cơ hội để ôm chân người khác mà thôi. Ông cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, ông không biết gì cả, như thế thì cũng sẽ không có ai trách cứ ông điều gì đâu. Người đó siết chặt nắm đấm của mình lại một cách hung dữ. Hướng Đông Tình nói, đánh chết ông có lẽ sẽ dễ hơn việc đánh chết Tạ Cuồng Long nhiều đấy. Người đó buông nắm đấm ra. Hướng Tổng là một người có nguyên tắc và là người có lập trường, tin rằng cô sẽ không dễ dàng tiếp xúc với những kẻ phản quốc đâu, hôm nay tôi đến đây chỉ là để hỏi thăm như thường lệ mà thôi. Cuối cùng, người đó nở một nụ cười xấu hổ, sau đó quay đầu đi ra khỏi văn phòng của Hướng Đông Tình. Sau khi người đó đi rồi, Hướng Đông Tình khẽ hừ một tiếng và nghĩ, Hoàng Văn Lãng bị điều đến thành phố Hương Sơn để đảm nhận công việc, Dương Lệnh Quang cũng đã được thăng chức. Không còn mấy ai có thể chăm sóc tập đoàn Hướng Thị nữa rồi. Có điều, cho dù tập đoàn Hướng Thị có sụp đổ thì có sao chứ? Bọn họ cũng đâu có lấy được tiền của mình. Sụp đổ cũng được, cứ coi như đó là lời từ biệt của mình đối với sự trói buộc trong quá khứ đi. Cô ta khẽ thở dài và lật khung ảnh đã bị lật úp trên giá sách lên,
đó là một tấm ảnh chụp chung của cô ta và anh trai hướng Đông Lôi. Lúc này, cô ta lại không nhịn được mà thầm nghĩ, cũng không biết cái tên đã ăn trộm cây bút chì của mình bây giờ đã chết dứ ở chỗ nào rồi. Tề Đẳng Nhàn xách một phần đồ ăn ngoài và thong dong bước vào bên trong sơn trang Vân Đỉnh. Xin chào, giao hàng nhanh trong thành phố, đồ ăn của bạn đây ạ. Hắn gõ cửa biệt thự số 8 rồi lớn tiếng nói. Cửa lớn của biệt thự được mở ra, bóng dáng của Ngọc Tiểu Long xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô ấy lắc đầu và nói, anh đúng là gan to bằng trời và không thèm đặt các cao thủ của Hoa Quốc vào trong mắt, thế mà vẫn còn dám về nước à. Còn nữa, có cần phải ghi thù như vậy không hả? Lại còn giả vờ làm shipper nữa. Lúc trước người hiểu lầm anh là shipper là Á Nam chứ có phải tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, đám người đó chắc vẫn tưởng rằng tôi đang ở nước Mỹ nhỉ. Những kẻ thông minh hơn một chút thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến việc tôi đang ở Myanmar mà thôi. Còn nữa, tôi đâu có ghi thù, tôi rộng lượng lắm đó. Ngọc Tiểu Long để Tề Đẳng Nhàn xách túi đồ ăn ngoài vào bên trong biệt thự, dạo gần đây tin đồn ở trong nước hình như quả thực không còn căng thẳng như lúc trước nữa rồi, bởi vì hai ngày trước Tề Đẳng Nhàn vẫn còn đang tấn công vào cơ quan đầu não ở nước Mỹ. Ai mà ngờ được hắn lại chạy nhảy khắp nơi như một người bay chứ. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh nữa rồi, anh giết người thì cứ giết người đi, sao lại phải đánh chết cả Jimmy the Rothschild thế hả? Ngọc Tiểu Long cau mày thật chặt và nói với giọng có chút không vui. Tiện tay đánh chết thôi mà, lấy đâu ra nhiều vấn đề như thế cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn lại nói với vẻ vô cùng hờ hững, dù sao thì hắn cũng không thể thay đổi được gì, thôi thì cứ kệ cho nó diễn ra mà thôi. Ngọc Tiểu Long bị thái độ lưu manh của hắn làm cho dở khóc dở cười, lại còn tiện tay đánh chết gà. Hắn không biết mình đã chọc thủng bầu trời hay sao hả? Gia tộc Rothschild đã trực tiếp đàm phán với chính phủ Hoa Quốc rồi, có vẻ như bọn họ rất muốn xác định Tề Đẳng Nhàn là phần tử khủng bố. Cái tội mà bây giờ Tề Đẳng Nhàn phải gánh vẫn còn tốt chán, chỉ cần không quay về Hoa Quốc thì vẫn coi như là an toàn, thế nhưng nếu như hắn bị xác định là phần tử khủng bố thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi, cả thế giới này đều sẽ không chứa nổi hắn. Cho dù có đến bất cứ quốc gia nào thì hắn cũng sẽ biến thành một con chuột qua đường. Ngọc Tiểu Long thở dài một cái và nói, sau này anh vẫn là nên bớt làm mấy chuyện sơ hở là chặt đầu người khác này đi, nhỡ đâu bị xác định là phần tử khủng bố thì sẽ có muốn rửa tội cũng không rửa sạch được đâu. Tề Đẳng Nhàn ngây người một lúc rồi nói, có nghĩa là tội danh phản quốc của tôi vẫn còn có thể rửa sạch được à? Lục Chiến Long bị oan à, sao có thể không rửa sạch được cơ chứ? Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc mà thôi. Bây giờ đám phó lão đang nghĩ cách rồi. Hơn nữa, Lục Chiến Long thà chết cũng không khuất phục, điều này đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều tướng sĩ mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng cảm xúc bất mãn đã tích tụ đến cực điểm rồi. Ngọc Tiểu Long dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh để kể lại cho Tề Đẳng Nhàn nghe về tình hình trước mắt. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy điều này cũng rất bình thường thôi, bởi vì sự chính trực của Lục Chiến Long quả thực rất được lòng người, dùng cách thức như vậy để hắt nước bẩn lên người anh ta là vô cùng bỉ ổi, khiến cho người khác không thể nào tin được. Cũng chính bởi vì tình thế ở Thượng Hải sụp đổ quá nhanh chóng và quá mạnh mẽ khiến cho những kẻ đang lẩn trốn ở phía sau có chút hoang mang. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi còn tưởng rằng phải đánh gục boss lớn rồi thì mới có cơ hội về nước chứ, không ngờ rằng lại dễ dàng như thế đấy. Ngọc Tiểu Long lườm hắn một cái, dễ dàng cái con khỉ. Cuộc chiến liên quan đến cấp bậc như thế này thì sao có thể dễ dàng được cơ chứ? Có điều, cho dù anh có rửa sạch được tội danh thì cũng đừng mong khôi phục lại thân phận của trước đây nữa. Lần này anh đã tự tiện hành động, cho dù thế nào thì cũng là điển hình của việc vô tổ chức vô kỷ luật. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói. Sao cũng được, vốn dĩ tôi cũng được đặc cách tuyển vào mà. Thân phận đó ngược lại còn hạn chế sự tự do của tôi nữa. Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười thản nhiên là nói với giọng không hề để bụng. Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long lại ngay lập tức dịu xuống, cô ấy nói với giọng vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi lại vô cùng tán tưởng hành động của anh, thậm chí còn rất khâm phục anh. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì bỗng chốc bật cười, sau đó nói, không ngờ rằng lại có một ngày tôi cũng có thể trở thành người trong cùng một thế giới với Ngọc Tướng Lĩnh, thậm chí còn có thể khiến cho Ngọc Tướng Lĩnh khâm phục và tán thưởng tôi.
Ngọc Tiểu Long cười nói, bây giờ tôi sẽ đi về phòng để lấy khẩu Gatling của tôi ra đây. Nói đùa một chút thôi mà, Gatling gì gì đó, có hơi quá đáng rồi đó nha. Tề Đẳng Nhàn nói. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Vân Đỉnh Thiên Cung của anh đã tu sửa xong nhưng lại bị tịch thu rồi, vài hôm nữa sẽ được đem đi bán đấu giá. Ngọc Tiểu Long giơ tay ra chỉ về hướng đỉnh núi của núi Vân Đỉnh và nói. Kể từ khi Vân Đỉnh Thiên Cung bị nổ tung, Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn sống trong căn nhà mà Hướng Đông Tình tặng cho hắn, khó khăn lắm mới tu sửa xong mà lại bị tịch thu à. Hắn cảm thấy vô cùng không vui, căn nhà đó là Sở Vô Đạo tặng cho hắn mà. Ngọc Tiểu Long nói, tôi mua lại nó giúp anh nhé, đợi đến khi anh về nước thì trả nó lại cho anh là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, muốn mua lại thì phải tốn rất nhiều tiền nhỉ. Thôi cứ để tôi tự làm là được rồi, căn nhà đó là do Sở Vô Đạo tặng cho tôi không thể để nó rơi vào trong tay của người khác được. Tuy rằng hắn và Sở Vô Đạo không hề hòa hợp với nhau nhưng hai người lại thật sự là bạn tốt, chính là kiểu có thể nương tựa vào nhau suốt đời. Trong sự việc lần trước, Sở Vô Đạo đã dùng kim bạc châm vào huyệt đạo của mình để kích thích thể lực, cưỡng chế kìm nén vết thương, cuối cùng chiến đấu với Triệu Đồ Long cho đến khi kiệt sức mà chết. Cho dù là về tình hay về lý thì Tề Đẳng Nhàn cũng phải giữ căn nhà đó lại trong tay. Lần trước lúc đến Nam Dương, anh có gặp được Từ Ngạo Tuyết không? Tình hình của cô ta thế nào rồi? Ngọc Tiểu Long hỏi. Đối với sự phản bội của Từ Ngạo Tuyết, cô ấy rất tức giận và phẫn nộ. Thế nhưng dù sao hai người cũng là bạn bè đã quen biết nhiều năm, sau khi xa cách đã lâu, cô ấy vẫn không nhịn được mà muốn hỏi thăm tình hình của cô ta dạo gần đây. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, tôi có quá nhiều việc phải làm nên vẫn chưa gặp được cô ta nữa. Cơ mà, theo như những gì Trần Ngư nói thì cô ta đang có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp ở Nam Dương, dù sao thì cô ta cũng đã lấy được một khoản tài nguyên lớn từ chỗ của Triệu gia để tiêu xài mà. Nhắc đến Từ Ngạo Tuyết. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc có hơi phấn khởi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Anh nhanh chóng rời khỏi Hoa Quốc và quay về Nam Dương đi. Nơi đó là địa bàn của Trần gia, anh sẽ được an toàn hơn một chút, một khi anh bị lộ tung tích ở đây thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngọc Tiểu Long nói. Còn có một chuyện nữa tôi phải nói với anh. Cái cô gái tên là Irena Zinva Romanov đó không hề đơn giản đâu. Dạo gần đây có người của Tuyết Quốc đã nảy sinh va chạm với cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nghe đến đây thì bỗng chốc cau mày, hắn nói, trước đây cô ấy là người của trại nhạn nhưng đã phản bội lại Ủy ban An ninh Quốc gia, chẳng lẽ cô ấy đã bị những đặc công kia nhắm vào và chuẩn bị báo thù cô ấy? Ngọc Tiểu Long lại nói, tôi thấy không giống báo thù đâu, tốt nhất là anh nên hỏi thẳng cô ấy cho rõ ràng đi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, đang chuẩn bị trả lời thì chuông cửa bỗng reo lên. Vương Kiếm Thành, tại sao cái tên này lại đến đây? Ngọc Tiểu Long nhìn lướt qua camera giám sát một cái rồi không khỏi cau mày. Người của Vương gia, Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Ngọc Tiểu Long và hỏi. Ngọc Tiểu Long gật đầu và đi ra mở cửa. Vương gia cũng là một trong những gia tộc lớn ở Bắc Kinh, nổi tiếng không kém gì Tạ gia en xưa nhà Tạ, nhà Vương, lạc loài đến chốn tầm thường dân gia. Có điều. Bọn họ khá là trung lập và khiêm tốn, bọn họ không hề tham gia vào cuộc chiến của Phó Phong Vân và Triệu Gia. Đây là một người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc một bộ Âu phục được may thủ công, trông có vẻ là một người thành đạt. Tiểu Long, lâu rồi không gặp, Vương Kiếm Thành vừa mới bước vào đã nhiệt tình chào hỏi, sau khi nhìn thấy trong nhà còn có một người khác, anh ta cau mày nói, ế, có bạn đến chơi à? Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói, anh đến đây làm gì? Vương Kiếm Thành bèn cười nói, chẳng phải là chuyện mà hai nhà chúng ta đang bàn bạc hay sao? Chưa nói đến chuyện cái tên vô dụng họ Tề đó đã làm chậm trễ em nhiều năm như thế rồi, cuối cùng thì hay rồi, lại còn gánh cái tội danh phản quốc nữa, làm liên lụy đến em rất nhiều. Tôi đến đây là vì nghe nói Vân Đỉnh Thiên Cung đang được bán đấu giá. Trước đây em muốn mua lại nó nhưng kết quả lại bị người khác hớt tay trên mà. Tôi chuẩn bị sau khi mua lại nó thì sẽ dùng làm sính lễ để hỏi cưới em. Vẻ mặt của Ngọc Tiểu Long ngay lập tức lạnh đi. Tốt hơn hết là anh bớt làm mấy chuyện nằm mơ giữa ban ngày này đi. Ngọc Tiểu Long nhìn Vương Kiếm Thành, nở nụ cười bất lực và lắc đầu nói. Vương Kiếm Thành nhún vai một cái và nói, em đang nghĩ cái gì vậy?
Có vương gia chúng tôi ủng hộ, em sẽ có được sự giúp đỡ lớn hơn nữa, và lại, đây cũng là suy nghĩ của bố mẹ em mà. Ngọc Tiểu Long lại chẳng thèm ngó tới, mấy thứ như mệnh lệnh của bố mẹ không có tác dụng đối với cô ấy đâu. Cô ấy đã có được địa vị như thế này, lại có thêm năng lực như thế kia nữa, không một ai có thể bắt ép cô ấy gả cho ai đó cả. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có hơi khó chịu khi Vương Kiếm Thành nói tới nói lui rồi lại cuốn cả mình vào bên trong nữa. Hắn cười nói, tôi nhìn chúng Vân Đỉnh Thiên Cung rồi, anh không có cửa đâu, lại còn muốn dùng làm xính lễ cơ à? Vương Kiếm Thành nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nhưng cũng không hề khinh thường hắn ngay lập tức mà lại hỏi với vẻ vô cùng lịch sự, cho hỏi anh đây là ai thế ạ? Tôi à, tôi là Lý Bán Nhàn, có làm ăn nhỏ ở bên Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt và nói. Khi đến Hoa Quốc, hắn lại đổi sang một thân phận khác, trước đây khi ở Myanmar thì gọi là Tề Thiên, bây giờ lại đổi thành Lý Bán Nhàn rồi. Sau khi cải trang, hắn vẫn có vẻ ngoài hơi mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa, khi cười lên thì trông cực kỳ vô hại. Cũng không phải Tề Đẳng Nhàn thích việc biến thành một tên mập, chỉ là bởi vì đối với hắn mà nói thì việc trở nên mập mạp là dễ dàng nhất, một khi khí huyết dồi dào thì da thịt của hắn sẽ lập tức sưng lên. Hắn cũng có thể trở nên cao hơn hoặc lùn hơn, chỉ là nếu như làm như thế thì xương cốt và cơ bắp sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vương Kiếm Thành nghe thấy vậy thì quay đầu lại và nói với Ngọc Tiểu Long, Tiểu Long, thế mà em vẫn còn qua lại với người ở Nam Dương à, chuyện này đối với em mà nói là rất nguy hiểm đấy nhé. Ngọc Tiểu Long nói, Nam Dương có phải chỉ có mỗi Trần gia thôi đâu, chẳng lẽ tôi còn không thể kết bạn với người Nam Dương à? Vương Kiếm Thành bật cười ha ha và nói, anh Lý đây nói mình nhìn chúng Vân Đỉnh Thiên Cung rồi à? Thế anh có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, đang chuẩn bị trả lời thì chuông cửa bỗng reo lên. Vương Kiếm Thành, tại sao cái tên này lại đến đây? Ngọc Tiểu Long nhìn lướt qua camera giám sát một cái rồi không khỏi cau mày. Người của Vương gia, Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Ngọc Tiểu Long và hỏi. Ngọc Tiểu Long gật đầu và đi ra mở cửa. Vương gia cũng là một trong những gia tộc lớn ở Bắc Kinh, nổi tiếng không kém gì Tạ gia en xưa nhà Tạ, nhà Vương, lạc loài đến chốn tầm thường dân gia. Có điều, bọn họ khá là trung lập và khiêm tốn, bọn họ không hề tham gia vào cuộc chiến của Phó Phong Vân và Triệu gia. Đây là một người đàn ông cao khoảng 1m8, mặc một bộ Âu phục được may thủ công, trông có vẻ là một người thành đạt. Tiểu Long, lâu rồi không gặp, Vương Kiếm Thành vừa mới bước vào đã nhiệt tình chào hỏi, sau khi nhìn thấy trong nhà còn có một người khác, anh ta cau mày nói, ế, có bạn đến chơi à? Không nhìn thấy tôi có bạn đến chơi nhà à? Ngọc Tiểu Long nói với giọng lạnh lùng rồi tiện tay đóng cửa lại. Vương Kiếm Thành lắc đầu với vẻ bất lực rồi xoay người rời đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Ngọc Tiểu Long rồi cười nói, cô cũng đắt hàng ra phết đấy nhỉ? Lúc nhỏ thì được hứa gả cho tôi, bây giờ lại được hứa gả cho người của Vương gia rồi à? Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, anh bớt ở đó cười trên nỗi đau của người khác đi. Còn không phải chuyện mà anh làm ra đã khiến cho mọi người bỗng chốc trở nên bị động hay sao? Nếu không thì người trong nhà cũng không dám làm gì tôi cả. Tề Đẳng Nhàn nói, ai bảo cô một lời không hợp bèn xé rách hôn thư của ông đây làm gì, he he, đáng đời. Ngọc Tiểu Long quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười rất lịch sự, cô ấy nói, phiền anh nói lại lần nữa xem nào. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ kiêu ngạo, bây giờ võ công của ông đây đã luyện đến cảnh giới này rồi, tôi đã không còn thuộc về cùng một thế giới với cô nữa rồi, cô đừng có mà mơ tưởng hão huyền nữa, cô không xứng với tôi đâu. Con mẹ anh, một người không thích nói bậy như Ngọc Tiểu Long cũng không nhịn được mà bùng nổ. Cô ấy giơ nắm đấm lên và chuẩn bị đấm vỡ cái đầu chó của hắn. Tề Đẳng Nhàn rụt về sau một cái, mỉm cười và nói, có điều, cái tên Vương Kiếm Thành này đúng là đặc biệt yêu thích cô đó, thế mà lại không ngại đường xa từ Bắc Kinh chạy đến Trung Hải để tham gia buổi đấu giá của Vân Đỉnh Thiên Cung. Anh ta biết cô thích căn nhà đó, đúng là đã tiêu tốn không ít tâm tư mà. Nếu như tôi là cô thì tôi đã đồng ý rồi. Dù sao thì nếu như có thêm sự giúp đỡ của Vương gia thì số người ủng hộ các cô sẽ càng nhiều hơn nữa. Không phải vô duyên vô cớ mà Vân Đỉnh Thiên Cung được bán với giá rất cao, nó là sản phẩm được bên xây dựng của Sơn Trang Vân Đỉnh sử dụng để quảng bá thương hiệu của mình,
Bọn họ đã thuê nhà thiết kế hàng đầu với giá rất cao, chỉ riêng chi phí thiết kế biệt thự đã tiêu tốn hơn 20 triệu, cuối cùng còn được cử đi tham gia một cuộc thi nào đó và giành được giải thưởng thiết kế đẳng cấp thế giới. Sương giá trong mắt Ngọc Tiểu Long sắp tràn cả ra ngoài luôn rồi, cô ấy nói, anh cho rằng Vương gia trong sạch được đến đâu chứ? Còn nữa, mặc dù bây giờ tôi đánh không lại anh nhưng tôi có thể nói chuyện anh một chân đạp bao nhiêu thuyền cho đám bạn gái của anh đó. Thậm chí tôi còn có thể thêm mắm thêm muối vào chuyện anh không màng nguy hiểm mà chạy về nước vì hướng đông tình đó. Tề Đẳng Nhàn dùng mình một cái, con mẹ nó. Phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, thủ đoạn báo thù lúc nào cũng nham hiểm và độc ác như vậy. Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan đều đã biết cái gì đó và ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng điều này không có nghĩa là các cô ấy có thể chịu đựng được những người con gái khác. Irena Zinva thì còn đỡ. Cô là một cô gái ngoan ngoãn và biết nghe lời. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cái tên Vương Kiếm Thành đó mua lại được Vân Đỉnh Thiên Cung để làm xính lễ hỏi cưới cô đâu, có tôi đây rồi, anh ta sẽ không lấy được nó đâu. Tề Đẳng Nhàn vỗ ngực và nói với giọng bảo đảm. Hey Siri, gọi cho Lý Vân Uyển cho tôi. Ngọc Tiểu Long không thèm để ý đến hắn mà dứt khoát gọi tên trợ lý điện thoại của mình. Tề Đẳng Nhàn lao vút lên một cái, bàn tay như móng rồng. Vừa mới giơ tay lên đã muốn túm lấy túi quần của Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long hoàn toàn không thèm tiếp chiêu, cô ấy trượt chân một cái và liên tục lùi về phía sau, liên tiếp tránh được ba cú vồ của hắn. Tề Đẳng Nhàn đang định tiếp tục ra tay thì đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn mỉm cười một cái và nói, không đúng, cô thân là tướng lĩnh cấp cao, sao có thể dùng điện thoại của bọn người Mỹ được? Muốn lừa tôi à? Ngọc Tiểu Long lại không nói gì cả. Đầu ngón chân móc xuống đất một cái, chân sau vững như bàn thạch, sau đó xoay háng một cái rồi sải bước đánh lại, vừa mới giơ tay lên đã quất vào mặt hắn như một cái roi. Nói đúng hơn là đánh thẳng vào miệng hắn. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy thế đánh này thì sững sờ một lúc rồi nói với giọng bất ngờ, rốt cuộc là ai đang dạy cô luyện thái cực thế hả? Gió mạnh nước dâng, Ngọc Tiểu Long mỉm cười và thốt ra bốn chữ, roi quất không ngừng. Từng luồng gió lớn đập thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vừa tránh vừa hỏi, gió mạnh nước dâng là ai? Ai đang luyện thái cực? Gió mạnh nước dâng thôi. Ngọc Tiểu Long nở nụ cười giả tạo và đáp lại. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn khẽ giật, cuối cùng hắn cũng biết kiểu nói chuyện lẳng lơ của mình lúc ngày thường thiếu đánh đến nhường nào rồi, bởi vì sau khi nghe thấy câu nói này của Ngọc Tiểu Long, hắn cũng rất muốn đánh người. Có điều. Tề Đẳng Nhàn cũng định thử xem công lực của Ngọc Tiểu Long vào lúc này, hắn đứng tấn một cái, ổn định tư thế của chiêu thái tổ tọa kim loan, tay phải nhấc lên và đánh ra một nắm đấm. Đòn roi của Ngọc Tiểu Long chém xuống không trung, nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn đi từ dưới lên, hai người đập vào nhau và tạo ra âm thanh dữ dội, lực gió tạo ra khi hai đòn đánh va vào nhau đập vào đề đạc trong nhà và tạo nên những tiếng bịch bịch. Ngọc Tiểu Long vừa mới chạm phải nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn thì đã cảm thấy nắm đấm của mình không được ổn định nữa rồi, khí huyết trong người cũng bắt đầu có dấu hiệu tuôn trào. Nắm đấm của cái tên này mạnh quá, chẳng trách những người đã từng đánh nhau với hắn đều nói rằng một khi bị hắn đánh bại thì sẽ có cảm giác tuyệt vọng. Ngọc Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng. Cô ấy siết chặt cổ tay, đầu ngón tay trở nên mềm mại, miệng hổ có hơi cuộn lại, dùng thái cực vân thủ để chống lại. Cô ấy đang định bắt đấy đòn đánh thì lại thấy cơ thể của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên bắn về sau một cái và lùi ra 3 mét. Ngọc Tiểu Long hít sâu vào một hơi, liên tục tiến về phía trước và đi thẳng một mạch, khi đến gần hắn, cô ấy đánh ra chiêu thần quy xuất thủy của hình ý quyền. Ngọc Tiểu Long chủ yếu luyện tập thái cực và chốc cước, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không tinh thông loại võ thuật khác. Hai bàn tay của cô ấy vừa mới đặt lên bả vai của Tề Đẳng Nhàn. Cả người Tề Đẳng Nhàn lại bỗng chốc co rụt lại, hắn dùng chiêu cá sấu thoát hiểm để lách người sang bên trái một cái, giống như một cái mai rùa lớn, quay tròn một cái rồi sượt qua bên trái của Ngọc Tiểu Long. Hắn vừa mới đến được phía sau của Ngọc Tiểu Long thì bỗng thấy Ngọc Tiểu Long giơ chân phải lên một cái, dùng chiêu đá ngầm chó vàng đi tiểu để đá về phía hạ bộ của mình. Còn nữa, trong cú đá này, Ngọc Tiểu Long đã sử dụng phương pháp phát lực của chốc cước, sức mạnh ngắn gọn mà hung hãn. Vừa nhanh chóng vừa kín đáo. Càng quan trọng hơn là, cú đá nhắm vào chỗ hiểm này của cô ấy còn mang theo cả sức gió, nếu như dùng đòn chân là lạn môn khảm hoặc hùng kê khiêu cước để đón lấy,
nói không chừng cái chân của cô ấy sẽ ngay lập tức đẩy ra, bốp một cái đá vào tinh hoàn và khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn ngay tại chỗ. Cú đá này của cô ấy cũng khiến cho Tề Đẳng Nhàn nổi trận lôi đình, chẳng phải chỉ là nói vài câu lẳng lơ thôi hay sao, có cần thiết phải ra đòn đá nguy hiểm như vậy không hả? Hắn đan hai tay trái phải vào nhau rồi ấn xuống dưới một cái, két một tiếng bắt được mắt cá chân và lòng bàn chân của Ngọc Tiểu Long, trực tiếp bóp chết đòn đá kia từ trong trứng. Ngọc Tiểu Long cau mày một cái rồi ngay lập tức muốn xoay eo tung ra chiêu phiết thân chùy, nhưng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn đã đứng thẳng người dậy, xương chậu đột nhiên đập về phía trước một cái. Cái mông của Ngọc Tiểu Long bị cái bụng của Tề Đẳng Nhàn đập vào một cái thật mạnh, cả người nhất thời bổ nhào lên không trung như đang cưỡi mây đạp gió. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha và nói, lần sau lại so tài tiếp đi. Tôi đi trước đây, đi tìm Irena Zinva để hỏi thăm tình hình một chút đã. Sau khi nói xong lời này, hắn không chút nghĩ ngợi mà đột nhiên con người lại tròn xoe như một quả bóng, nảy lên một cái rồi dứt khoát nhảy ra khỏi chiếc cửa chớp nho nhỏ. Lúc Ngọc Tiểu Long vẫn còn đang lơ lửng trong không trung thì Tề Đẳng Nhàn đã chuồn đi rồi. Khí tức của cô ấy dồn xuống đan điền, cô ấy xoay người lại, đưa tay ra vỗ lên vách tường rầm một tiếng, ổn định cơ thể và tiếp đất vững vàng. Châu sắt cầy ruộng. Đương nhiên Ngọc Tiểu Long biết chiêu thức cuối cùng mà Tề Đẳng Nhàn dùng là loại võ thuật gì, cô ấy tức đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể đi lấy hai khẩu gát linh ra để bắn chết hắn. Võ thuật của Thánh Tượng Quốc chú trọng vào đầu gối, cùi trỏ, võ thuật của Triều Tiên chú trọng vào đòn chân, chỉ có võ học của Hoa Quốc là uyên thâm diệu kỳ nhất, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều có thể trở thành vũ khí để đánh bại kẻ địch, ví dụ như vai, lưng, mông, còn có xương chậu nữa. Có lẽ những cú đánh ở những nơi này không dữ dội như nắm đấm và cú đá, nhưng sau khi đánh chúng vào ai đó, chúng cũng có thể gây ra những tổn thương nhất định và phá vỡ sự cân bằng, sau đó có thể đánh ra những chiêu thức giết chóc khốc liệt hơn. Dùng cách đánh này với Ngọc Tiểu Long ít nhiều cũng thể hiện một chút không tôn trọng. Có điều, chuyện này cũng đâu thể trách cái tên họ Tề nào đó được, là cô ấy đã ra tay độc ác muốn đá bay huyết mạch của hắn trước cơ mà. Muốn trách thì cứ trách Lý Bán Nhàn đi, chuyện này đâu có liên quan gì đến nhị đương gia Tề Đẳng Nhàn đâu. Người có thể chỉ dạy võ thuật cho Ngọc Tiểu Long chắc hẳn cũng là cao thủ đã đột phá hư không, gặp thần không loạn. Cũng không biết người đó rốt cuộc là ai nhỉ, thế mà cô ấy lại không chịu nói cho mình biết. Ấy, có thể thấy nước ta rừng vàng biển bạc, nhân tài lớp lớp nha. Ẩn giấu một cao thủ lợi hại như thế, mình không hề muốn biết một chút nào đâu. Tề Đẳng Nhàn vừa rời khỏi Sơn Trang Vân Đỉnh vừa âm thầm suy nghĩ, thấy Ngọc Tiểu Long không xách gát linh ra để truy sát mình, lúc này hắn mới thở phào một hơi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình nên khiêm tốn hơn một chút, Hoa Quốc có dân số đông, đương nhiên cũng có rất nhiều thiên tài, tuy rằng võ công của mình đã đạt đến trình độ này nhưng hắn cũng không nên coi thường các cao thủ trong thiên hạ. Tề Đẳng Nhàn quyết định đi tìm Irena Zinva trước. Vậy nên hắn đã đi thẳng đến tiểu khu kim sắc hoa viên, nhìn thấy khóa cửa đã được đổi thành khóa kết hợp, hắn không khỏi liên tục gật đầu. Đúng là trẻ con dễ dạy mà. Trước đây hắn đã nhắc với Irena Zinva về việc mang theo chìa khóa khá là bất tiện, dứt khoát đổi thành khóa kết hợp có vẻ sẽ tốt hơn một chút. Quả nhiên Irena Zinva rất biết nghe lời, chưa được bao lâu đã thay khóa cửa rồi. Trên thực tế thì hắn cũng không biết là nó có thuận tiện hay không nữa. Lúc đó hắn chỉ đơn giản là lo lắng việc trong túi áo của mình có thêm một chiếc chìa khóa sẽ khiến cho Lý Vân Uyển nghi ngờ. Cách bày trí trong nhà không có gì thay đổi cả, lúc trước khi Irena Zinva chuyển đến trông như thế nào thì bây giờ khi hắn trở về vẫn trông y hệt như thế. Mật khẩu là ngày mà Tề Đẳng Nhàn và Irena Zinva gặp nhau lần đầu tiên. Cô gái này nhìn có vẻ rất ngây thơ, trong đầu toàn là nhị đương gia. Thế nhưng trong đầu nhị đương ra thì lại toàn là ông đây muốn tất. Bíp bíp bíp. Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trong phòng khách thì bỗng nghe thấy tiếng nhập mật khẩu, Irena Zinva quay về rồi. Tén 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 tèn, sau khi mở cửa ra, Irena Zinva lập tức kêu lên một cách rất tinh nghịch, bầu trời phát ra một tiếng nổ lớn, ai ơ lóe sáng trên sân khấu. Trong tay cô xách một cái túi lớn, bên trong đó có chứa rượu vang đỏ và những món đồ ăn đóng hộp. Sau đó, cô mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trên sofa. Thế,
sao nhìn thấy tôi mà cô lại chẳng bất ngờ chút nào thế? Tề Đẳng Nhàn hỏi với giọng ngạc nhiên, chẳng lẽ đã có người nói với cô rằng tôi quay về rồi à? Irina Zinva treo chiếc túi lên móc, mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, cúi người xuống cởi đôi giày cao gót nhỏ nhắn của mình ra và nói, anh đoán xem. Hôm nay cô trang điểm cực kỳ tinh tế, trên tai là một đôi khuyên tai xinh xắn, mái tóc vàng mềm mại được gội vào buổi sáng sớm, phía thân trên là một chiếc áo sơ mi nữ thời trang, phía dưới là một chiếc váy xếp tầng bồng bềnh, còn trên chân là chiếc quần tất đen mà bất cứ tên háo sắc nào cũng đều yêu thích. Tề Đẳng Nhàn cau mày một cái và nói, chắc không phải là cô đã cắm sừng tôi và đang đợi tên đàn ông nào khác, nhìn thấy tôi ở đây nên mới giả vờ bình tĩnh đâu nhỉ. Irina Zinva lại cười cười và nói, tên đàn ông nào lại có thể lọt vào mắt xanh của ai ơ cơ chứ? Irina Zinva thay sang dép lê, xách túi đồ ăn đầy ắp đi vào và nói, thực ra rất dễ để tôi có thể đoán được việc anh sẽ đến đây, chỉ là tôi cũng chỉ nắm chắc được một nửa mà thôi. Tôi có thể nghe chi tiết hơn không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Trước khi rời đi, quản gia của Hướng Tổng là chú Phúc đã báo cho tôi biết và bảo tôi chăm chỉ giúp Hướng Tổng bày mưu tính kế và quản lý công ty. Irina Zinva cười nói, tôi biết có lẽ là ông ấy sắp rời đi rồi, mà ông ấy có ý nghĩa như thế nào đối với Hướng Tổng thì anh cũng biết rồi đấy. Ông ấy đi rồi, Hướng Tổng chắc chắn sẽ rất đau lòng. Có lẽ anh sẽ quay về để thăm Hướng Tổng. Còn nữa, hôm nay tôi thấy Hướng Tổng không búi tóc, cây bút chì đó cũng không thấy đâu nữa rồi. Tôi biết ngay chắc chắn là anh đã quay về rồi. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì bỗng chốc líu lưỡi, suy nghĩ của cô em đến từ dân tộc thiện chiến này sao lại tỉ mỉ đến thế cơ chứ? Quả nhiên, phụ nữ thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Hắn cũng không biết nếu như Lý Vân Uyển và Dương Quan Quan có được chỉ số IQ này của Irina Zinva thì liệu hắn có sống sót được tiếp không nữa? Irina Zinva sở hữu làn da trắng ngần của người tuyết quốc nhưng lại không làm mất đi nét duyên dáng của người đẹp cổ điển phương Đông, có thể nói cô là người đã kết hợp vẻ đẹp của hai đất nước khác nhau đến tột đỉnh. Quan trọng nhất là cô còn rất thông minh, lại còn đã từng được đào tạo ở trại nhạn, kỹ năng về các phương diện đều thuộc vào loại hàng đầu. Chưa đến tập đoàn Hướng Thị bao lâu mà cô đã bắt đầu đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng rồi, qua một thời gian nữa. Cô sẽ đến nước Mỹ để phối hợp với Lý Vân Uyển. Đương nhiên, điều đáng để khen ngợi nhất chính là việc cô ấy rất ngoan ngoãn phục tùng Tề Đẳng Nhàn, có thể dễ dàng cảm thấy hài lòng chỉ với một chút hạnh phúc. Nghe nói dạo gần đây cô có va chạm với người tuyết quốc à? Có thể nói cho tôi nghe xem là chuyện gì không? Ngồi trên bàn ăn, Tề Đẳng Nhàn nhìn Irina Zinva với vẻ vô cùng nghiêm túc và hỏi ra câu này. Sau khi nghe thấy điều này, sắc mặt của Irina Zinva khẽ biến đổi, cô cúi đầu xuống và nói, tôi có thể không nói không? Tề Đẳng Nhàn thì lại vô cùng thoải mái, hắn khẽ mỉm cười và nói, không muốn nói thì không nói cũng được, tôi cũng sẽ không ép cô phải nói ra đâu. Irina Zinva giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút chột dạ. Anh sẽ không bởi vì tôi không chịu nói mà ghét tôi đâu chứ? Không đâu. Sẽ không bởi vì tôi có chuyện giấu giếm nên cảm thấy tôi không thành thật đối với anh đâu chứ? Không đâu. Sẽ không bởi vì... Không đâu. Irina Zinva nói, vậy thì anh sẽ mãi mãi thích ai ơ chứ? Không đâu, Tề Đẳng Nhàn quen miệng rồi nên buột miệng đồng ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Irina Zinva ngay lập tức xị xuống, trông như thể nước mắt sắp sửa trào ra rồi vậy, vô cùng ấm ức. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này không trách tôi được, là tự cô đột nhiên đổi sang một loại câu hỏi khác mà. Irina Zinva bật cười ha ha, bàn chân nhỏ bé ở dưới bàn ăn đá nhẹ vào bắp chân của Tề Đẳng Nhàn một cái. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc sững sờ, hắn cảm thấy cô gái tuyết quốc này muốn tạo phản rồi, thế mà lại dám đá mình à. Hắn theo bản năng muốn đánh lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như là do mình nói nhầm trước, mình đang đối lý. Nếu như đánh lại thì ít nhiều sẽ có chút không thỏa đáng. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được bàn chân nhỏ nhắn của Irina Zinva đã luồn vào dưới ống quần của mình và vuốt ve qua lại xương ống chân của mình. Tôi nói cho anh biết là được rồi mà, thực ra. Tôi chính là cháu gái của Mikhail, họ gốc của tôi cũng không phải là Romanov. Irina Zinva chậm chậm nói. Há, cô là cháu gái của Mikhail á?
Thế thì họ gốc của cô há chẳng phải là Sơ Slop hay sao? Sau khi nghe thấy lời này của cô, Tề Đẳng Nhàn lập tức trợn tròn mắt lên. Mikhail đã qua đời, thế nhưng điều đó không hề cản trở sự vĩ đại của ông ấy trong tâm trí của người Tuyết Quốc. Irena Zinva mím môi, nhẹ nhàng gật đầu và nói, đúng vậy, tôi là huyết thống duy nhất còn lại trong gia tộc này. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng ngạc nhiên, nếu như cô đã là cháu gái của Mikhail thì việc người của Tuyết Quốc đến tìm cô cũng chẳng còn gì lạ nữa rồi. Biểu cảm trên mặt Irena Zinva bỗng nhiên trở nên có hơi phức tạp, cô khẽ thở dài một hơi và không trả lời. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đám người đó có lẽ là người của phe chính phủ Tuyết Quốc có đúng không? Bọn họ muốn đón cô về Tuyết Quốc, sau đó bảo cô dương cao ngọn cờ của ông nội cô là Mikhail và giúp bọn họ quy tụ lòng người. Bây giờ Tuyết Quốc và đám đầu sỏ đang đánh nhau tưng bừng khói lửa. Nhất là sau khi Soulscope bị hạ bệ và kế hoạch của bọn họ bị phá sản, bọn họ đã không còn kế hoạch nào khả thi nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn nhìn vào đôi mắt xanh biếc to tròn của Irena Zinva và cau mày nói. Irena Zinva nói, đúng vậy, bọn họ muốn tôi về nước để dương cao ngọn cờ của ông nội tôi, khiến cho càng có thêm nhiều người gia nhập và ủng hộ chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu và nói, đừng có tin vào miếng bánh lớn mà bọn họ vẽ ra cho cô. Bọn họ đang thuộc vào phe yếu thế, nếu như cô quay về đó thì mấy tên đầu sỏ của Tuyết Quốc sẽ có thể quạt chết cô ngay lập tức. Irena Zinva cười nói, đương nhiên là tôi biết điều đó, thế nên tôi đã từ chối bọn họ rồi. Có điều, bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ đâu, bọn họ vẫn đang dốc hết sức mình muốn khuyên tôi đi theo bọn họ. Tề Đẳng Nhàn nói, lúc trước ông nội của cô đã sớm dự đoán được tai hại của Tuyết Quốc, kết quả là đám người đó lại không chịu nghe ông ấy khuyên bảo. Cuối cùng khiến cho cả đất nước phải lâm vào rối ren, ông ấy cũng kết thúc đột ngột trong sự nản lòng và thất vọng. Bây giờ đám đầu sỏ nổi dậy rồi, bọn họ phát hiện quyền lực của mình bị đám tư bản chiếm đoạt nên mới nhớ đến người như cô. Irena Zinva khẽ giọng nói, anh sẽ không trách tôi vì đã không chủ động nói với anh chuyện này chứ. Thực ra tôi cũng sợ sau khi anh biết chuyện thì sẽ cảm thấy phiền phức và ngày càng xa cách tôi. Dù sao thì thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau vốn dĩ đã không có nhiều, thậm chí còn có thể nói là ít ỏi đến mức đáng thương. Tề Đẳng Nhàn đã có thể tưởng tượng ra những thăng trầm mà Irena Zinva đã từng gặp phải khi ở đất nước của chính mình, lúc đó cô mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Khi ông nội cô qua đời, cô đã được Ủy ban An ninh Quốc gia chọn chúng, rõ ràng là cái đám người lòng đầy dã tâm đó đã nhìn chúng vào hoàn cảnh gia đình của cô nên mới muốn nắm chặt cô ở trong tay. Đến lúc quan trọng thì còn có thể dùng cô làm một con bài tốt nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu Irena Zinva trở lại Tuyết Quốc và dương cao lá cờ của Mikhail, chắc chắn cô sẽ có thể lôi kéo được một nhóm người. Nhưng sau đó thì sao chứ? Bây giờ đám đầu sỏ đã hùng mạnh đến mức Tuyết Quốc không còn cách nào khác mà đành phải cân nhắc đến việc dùng biện pháp nội chiến để đoàn kết lòng dân rồi. Cô là một cô gái đáng thương và không có nền tảng. Cho dù có lôi kéo được một nhóm người thì đến cuối cùng cũng chỉ biến thành điều kiện mà phía chính phủ Tuyết Quốc dùng để đàm phán với đám đầu sỏ mà thôi. Chính trị là chính nghĩa, là trong sáng và uy nghiêm, là thứ dùng để bảo vệ quyền lợi cơ bản của con người. Thế nhưng, dưới sự phá hoại của lòng người và dã tâm, không ai có thể biết được nó sẽ thành ra như thế nào. Nhìn thấy Irena Zinva trong bộ dạng dường như đã làm sai chuyện gì đó, trong lòng Tề Đẳng Nhàn có chút yếu đuối. Hắn tự dưng mạnh mẽ đập bát cơm và đôi đũa xuống bàn. Điều này khiến cho Irena Zinva vô cùng sợ hãi, cô liên tục lùi về phía sau. Ăn cái gì mà ăn, tôi không ăn nổi nữa rồi. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy và cao giọng nói. Irena Zinva cảm thấy vô cùng ấm ức, nhưng ngay một giây sau, Tề Đẳng Nhàn lại giơ tay ra, cúi người xuống và bế cô lên khỏi chiếc ghế. Cô cứ cọ cọ vào người tôi như thế. Cho dù cơm canh có thơm ngon hơn nữa thì cũng mất đi mùi vị rồi. Tề Đẳng Nhàn dạy dỗ cô với vẻ nghiêm nghị và chính trực. Irena Zinva lập tức bật cười, cô nâng đôi cánh tay trắng nõn như củ sen lên, ôm chặt lấy cổ Tề Đẳng Nhàn và nói, tiên sinh, anh còn 60% tiến độ chưa được mở khóa đó. Tề Đẳng Nhàn nghi ngờ cô đang câu dẫn hắn nhưng lại không có bằng chứng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nếu như mình là một người Mỹ, hơn nữa còn đã trở thành quan chức cấp cao ở nước Mỹ,
vậy thì chắc chắn hắn sẽ một nữ đặc công bước ta từ trại nhạn như Irena Zinva ăn mòn. Lúc này hắn cũng có thể hiểu được tại sao lúc nào cũng có tin tức bóc trần việc người phụ nữ ở bên cạnh ông trùm nào đó ở nước Mỹ là nữ đặc công của Tuyết Quốc rồi. Nhìn chiếc chuông trên mái tóc đuôi ngựa của Irena Zinva, Tề Đẳng Nhàn nói với giọng nghi hoặc ấy, tôi có hơi quen với chiêu này á nha. Irena Zinva nở nụ cười quyến rũ và nói, tôi đã dạy cho Lý Tổng chiêu này đó. Tề Đẳng Nhàn hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng trách lúc Lý Vân Uyển đột nhiên xuất hiện ở Thượng Hải thì công lực của cô ấy lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Irena Zinva không sợ dạy đồ đệ giỏi rồi thì sư phụ sẽ chết đói hay sao? Đối với tinh thần xả thân vì nghĩa này của Irena Zinva, Tề Đẳng Nhàn chỉ muốn nói với cô rằng liệu cô có thể dạy cả thư ký Dương hay không? Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày vui vẻ. Việc Irena Zinva có xuất thân như vậy thực sự khiến cho Tề Đẳng Nhàn khá là bất ngờ. Hơn nữa, Irena Zinva còn tiết lộ với hắn rằng việc các thế lực cấp cao không bị tiêu diệt dưới sự đe dọa của lực lượng quân đội hùng mạnh của Tuyết Quốc thực ra cũng là do sự sắp xếp từ trước của Mikhail. Người ông nội thông thái của cô từ lâu đã nhìn thấu những tai hại và sơ hở đằng sau môi trường tổng thể của Tuyết Quốc. Điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn vô cùng ngạc nhiên, nếu như đã là sự sắp xếp của Mikhail thì tại sao cô lại chủ động tiết lộ với mình cơ chứ? Khiến cho kế hoạch mà Tuyết Quốc đã chủ tính từ lâu cứ thế mà thất bại à? Đây là một kế hoạch có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, một khi nó thành công, đám đầu sỏ sẽ bị vị thị trưởng vừa mới lên làm tổng thống quét sạch toàn bộ như gió thu quét hết lá vàng vậy. Cuối cùng, Irena Zinva đưa ra một lý do khiến cho Tề Đẳng Nhàn có thể dễ dàng chấp nhận được. Đó là vì bảo vệ tính mạng. Lũ kiến hôi còn tham sống sợ chết, huống chi là con người. Tề Đẳng Nhàn ghét nhất là những người lúc nào cũng làm nhảm mấy thứ như tình cảm và nghĩa lớn, không hề quan tâm đến suy nghĩ của người trong cuộc, lúc nào cũng nói cái gì mà vì đại cục nên bạn phải hy sinh bản thân mà không quan tâm xem người ta có muốn như thế hay không. Trong góc nhìn của hắn, một người có nhân cách thực sự cao thượng sẽ biết đồng cảm với kẻ yếu, thậm chí còn biến bất hạnh của người khác trở thành bất hạnh của mình. Rõ ràng là Irena Zinva đã rất chán ghét những ngày tháng phải sống trong nơm nớp lo sợ đó rồi, vậy nên, cho dù người của Tuyết Quốc đã đến tìm cô nhiều lần và chơi rất nhiều ván bài tình cảm nhưng cô vẫn từ chối một cách vô tình. So với việc quay về Tuyết Quốc để dương cao ngọn cờ và lôi kéo lòng người thì Irena Zinva càng thích việc sáng sớm thức dậy để đốc thúc Tề Đẳng Nhàn luyện võ hơn, đặc biệt là chiêu châu sắt cầy ruộng cần phải được huấn luyện nghiêm ngặt. Sáng nay ngoài trời mưa rơi tầm tã, trong phòng vang lên tiếng chuông vui tai, cả hai kết hợp bổ sung cho nhau, dường như đã sáng tác nên một chương nhạc cảm động lòng người. Sau khi kết thúc bài tập buổi sáng vất vả, Irena Zinva giơ cao hai cánh tay lên và hét lớn, ha ra. Tề Đẳng Nhàn cũng theo đó giơ hai cánh tay lên và nói, ha ra. Thế là hai người bắt đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ của Tuyết Quốc, dù sao người có thể nói được ngôn ngữ của Tuyết Quốc cũng không nhiều, không cần lo có ai đó nghe hiểu được rồi bị phong tước. Tâm trạng của Irena Zinva vô cùng phấn chấn, đối với cô mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt vui vẻ. Cô đã thẳng thắn thổ lộ thân thế của mình và cũng chút bỏ được rất nhiều gánh nặng. Có điều, Tề Đẳng Nhàn xác định sẽ không ở lại nơi này quá lâu, hắn định sau khi tham gia buổi đấu giá vào ngày mai thì sẽ lập tức rời khỏi Trung Hải. Không biết lần gặp nhau tiếp theo sẽ là bao giờ đây? Irena Zinva nói với giọng có chút lưu luyến không rời, và lại, tôi cũng sắp phải đi Mỹ rồi. Hướng Đông Tình và Tề Đẳng Nhàn đã chuyển một lượng lớn tài sản sang Mỹ để tránh việc sẽ đột nhiên bị đóng băng tài sản rồi một gậy đánh chết. Còn sau đó ấy à, tất nhiên số tài sản đó sẽ quay lại trong nước rồi, chỉ là vẫn cần một khoảng thời gian để sắp xếp mọi chuyện mà thôi. Bây giờ Lý Vân Uyển đã đi sang Mỹ và ẩn trốn phía sau hậu trường, để cho người thay thế vung tiền mở rộng lãnh thổ. Tề Đẳng Nhàn nói với giọng an ủi, nếu như cô đã chọn việc đi theo tôi thì đây đều là những chuyện mà cô bắt buộc phải đối mặt. Cô cứ yên tâm đi sang Mỹ để phát huy tài năng của mình đi, chắc chắn cô sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi đâu. Irena Zinva ngược lại vô cùng tự tin về khoản này, cô ngước cằm lên và nói, nhất định thôi. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cho hạnh phúc của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn xoa xoa cái đầu của cô. Cô gái này có rất nhiều kinh nghiệm nhưng tính cách lại vẫn khá là đơn giản.
phải sắp xếp cho cô ấy một tên vệ sĩ mới được, bằng không, nhỡ đâu đám người Tuyết Quốc đó mất hết kiên nhẫn rồi dứt khoát bắt có cô ấy trở về thì thật là không tốt. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Vậy nên hắn đã gọi cho số điện thoại của đồ đệ của mình là Hoàng Sung. Sau khi nhìn thấy cuộc gọi từ số lạ, Hoàng Sung đã lập tức cúp máy. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc cau mày, ha, cái tên đồ đệ rẻ tiền này lại dám cúp máy của sư phụ thế à? Khi gọi đến lần thứ hai, lần này Hoàng Sung mới bắt máy, anh ta hỏi, ai thế? Tề Đẳng Nhàn cười nói, cậu nói xem tôi là ai? Ồ, là sư phụ à? Hoàng Sung ngẩn người một lúc rồi nói với giọng ngạc nhiên, tôi nghe nói sư phụ đã gặp phải chuyện lớn, không nghiêm trọng chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, cái gì không nên nghe ngóng thì đừng có hỏi thăm quá nhiều, bây giờ cậu đang ở đâu? Có đang ở Trung Hải không? Tôi có nhiệm vụ muốn sắp xếp cho cậu này. Hoàng Sung bèn nói, sư phụ, tôi không ở Trung Hải, tôi đang ở thành phố Hương Sơn cùng với sư tỷ Dương Cơ. Trong lúc nói chuyện, trong lòng Hoàng Sung không khỏi có hơi tức giận, sư phụ đúng là một tên chó má tiêu chuẩn kép, dạy Dương Quan Quan thì tận tâm tận lực mà đến lúc dạy anh ta thì. Đúng là một lời khó nói mà. Bây giờ xảy ra chuyện rồi thì mới nhớ đến mình à, lúc ngày thường mình gửi tin nhắn cho hắn để hỏi một vài chuyện liên quan đến việc luyện võ nhưng hắn cũng đâu có thèm để ý. Quan Quan, sao cậu lại đến thành phố Hương Sơn với cô ấy thế? Tề Đẳng Nhàn cau mày hỏi. Theo lý mà nói thì bây giờ Dương Quan Quan nên ở Thượng Hải mới đúng chứ, dù sao thì cô ấy cũng mới chỉ tiếp quản tài sản của Dương gia. Lại còn mượn chuyện bắt tay với tập đoàn tài chính liên minh phía đông để bóp chết Dương gia nên có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để thu dọn tàn cuộc. Nhưng bây giờ cô ấy và Hoàng Sung lại chạy đến Hương Sơn rồi à? Hoàng Sung nói với vẻ có hơi ngượng ngùng, là tôi đã nhờ sư tỷ đến đây đó, cửa hàng mà vợ sắp cưới của tôi làm chủ đang cần một khoản đầu tư, vậy nên tôi không thể không đến tìm cô ấy để xin sự giúp đỡ. Và lại... Phía bên Hương Sơn này đang có một đại hội giao lưu võ thuật gì đó đang được tổ chức, sư tỷ cảm thấy khá là thú vị nên đã theo tôi đến đây. Tề Đẳng Nhàn sững sờ một lúc rồi nói, này này này, thằng nhóc nhà cậu có vợ sắp cưới từ bao giờ thế? Hoàng Sung im lặng một lúc lâu rồi mới nói, lúc còn ở trong quân đội tôi đã bàn bạc xong với cô ấy rồi, nhưng mà sau đó lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Tôi không có năng lực nên không thể bảo vệ tốt cho cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này có liên quan đến thứ huyết hải thâm thù mà cậu nói với tôi lúc bái sư à? Ừ, một mình cô ấy chăm sóc con cái không dễ dàng gì. Hoàng Sung nói với giọng điệu không rõ ràng. Con của cậu à? Tề Đẳng Nhàn bắt được phần quan trọng và hỏi thẳng vào vấn đề. Không phải con của tôi mà là con của cái tên có thù với tôi. Hoàng Sung nghiến răng nghiến lợi nói. Tề Đẳng Nhàn hỏi. Vậy nên rốt cuộc là trước đây đã xảy ra chuyện gì rồi vậy? Hoàng Sung gượng cười một tiếng mà nói, nếu như bây giờ tôi đã có thể lấy hết dũng khí ra để đi tìm cô ấy thì cũng chứng tỏ là tôi đã có thể trực tiếp đối diện với chuyện này rồi, nói cho anh biết cũng không sao cả. Tôi với cô ấy vốn là một đôi tình nhân, nhưng lúc đó, một tên khốn tên là Nghiêm Động đã ỷ vào bối cảnh của nhà mình, cố ý bảo cấp trên giao cho tôi đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm. Trong một nhiệm vụ rất nguy hiểm, chỉ có tôi và hai anh em nữa sống sót. Nhưng khi đó, đường dây liên lạc với trụ sở chính đã bị cắt đứt, mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi đã xảy ra chuyện rồi. Cô ấy đã rất đau lòng và buồn bã vì chuyện này, Nghiêm Động đã mang theo người bạn thân mà cô ấy tin tưởng nhất đến an ủi cô ấy, sau đó bỏ thuốc vào trong rượu của cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì hung dữ nhướng mày và nói, thế mà cậu không giết chết anh ta à? Tôi đã đi báo thù nhưng đã thất bại, hơn nữa còn bị đánh gãy một chân và đuổi ra khỏi quân đội nữa. Giọng nói của Hoàng Sung bỗng nhiên trở nên có hơi ảm đạm, cô ấy không còn mặt mũi nào để gặp tôi nữa nên đã trốn đến Hương Sơn, tôi đã đi tìm cô ấy rất nhiều năm rồi. Thực ra 2 năm trước là tôi đã tìm thấy cô ấy rồi, chỉ là tôi vẫn chưa có dũng khí để đối diện với chuyện này. Mãi cho đến dạo gần đây thì tôi mới nghĩ thông được. Tề Đẳng Nhàn nói, con mẹ nó. Sao cậu không nói với tôi sớm hơn, nếu vậy thì tôi đã đối xử bình đẳng và huấn luyện đặc biệt cho cậu nhiều hơn rồi. Sư phụ, anh đừng có nói đùa nữa, cái thứ tiêu chuẩn kép. À, cái thứ người tiêu chuẩn kép như anh sẽ chẳng bao giờ đối xử bình đẳng được đâu,
tôi đâu có bộ ngực lớn như của sư tỷ. Hoàng Sung sắp xếp lại lời nói của mình, suýt chút nữa đã gọi hắn là thứ chó má tiêu chuẩn kép. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn tràn đầy sọc đen, chẳng lẽ là vì hắn thích bộ ngực lớn của Dương Quan Quan nên mới chăm sóc cô ấy hơn mức bình thường hay sao? Có cái rằm ấy, thật là nông cạn, rõ ràng chỉ là vì nhìn Dương Quan Quan đánh võ kích thích thị giác hơn nhìn Hoàng Sung đánh võ mà thôi. Có hiểu gì về hình ý quyền không thế? Mẹ nó, cái đồ chết tiệt này, chắc chắn là đã không ít lần thầm mắng ông đây là thứ chó má tiêu chuẩn kép. Ban nãy cậu ta suýt chút nữa là lỡ mồm rồi, tưởng rằng mình đây nghe không hiểu hay sao? Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Tề Đẳng Nhàn có hơi tức giận, hắn mắng chửi một hồi rồi cất điện thoại đi. Hắn cũng đại khái hiểu được tình hình của Hoàng Sung, trong lòng cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Lúc đó người ta dãi nắng dầm mưa và đối mặt với đầu rơi máu chảy, kết quả là bạn gái lại bị một tên thiếu niên hư hỏng có quyền có thế khi dễ sao. Sau đó, người ta đi báo thù, chẳng những đã bị đánh gãy một chân mà cuối cùng còn bị tổ chức khai trừ. Thiên phú về mảng dùng súng của Hoàng Sung không tồi, mặc dù võ công có hơi kém hơn một chút nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, hắn chuẩn bị căn cứ theo trình độ của Hoàng Sung mà chỉ dạy thêm cho anh ta. Đều là đồ đệ cả, cũng đâu thể nào bởi vì Hoàng Sung là một người đàn ông, không có bộ ngực lớn nên phân biệt đối xử nhỉ. Nhị đương gia là thứ chó má tiêu chuẩn kép hay sao? Đương nhiên là không phải rồi, chỉ là hắn thích nhìn Dương Quan Quan đánh võ hơn mà thôi, chuyện này chẳng có liên quan gì đến bộ ngực lớn của cô ấy cả, hắn có phân biệt đối xử gì đâu. Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang nói với Irena Zinva, sau này tôi sẽ tìm cho cô một tên vệ sĩ. Tránh cho đám người tuyết quốc kia chó cùng rứt dậu rồi bắt cóc cô. Cô cứ yên tâm làm việc, bao giờ đến thời cơ thích hợp thì cứ đến nước Mỹ đi, cô không cần lo lắng cho tôi, không ai có thể làm gì tôi được đâu. Irena Zinva nói với giọng nghi ngờ, vậy vết thương mới do đạn bắn trên người anh là có chuyện gì vậy? Làm tôi bẽ mặt thì có ích lợi gì cho cô không? Tề Đẳng Nhàn xị mặt hỏi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh hãy cẩn thận hơn một chút mà thôi. Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì ai cũng không sống nổi nữa đâu. Irena Zinva nói với vẻ vô cùng yếu đuối. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nếu như còn nói chuyện với con sơ cắp bớt này thêm nữa thì mình sẽ không kịp đến buổi đấu giá mất thôi nên đã dứt khoát nói lời từ biệt với cô. Sơ cắp bớt, còn gọi là quỷ hấp tinh, một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Cho đến khi hắn chuẩn bị rời đi rồi. Irena Zinva vẫn dùng đôi mắt to tròn xanh biếc ngấn lệ để nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc, thật sự dịu dàng muốn chết đi được. Vé vào cửa của buổi đấu giá là Ngọc Tiểu Long cho hắn. Không thể không nói, Ngọc Tướng Lĩnh đúng thật là rất có tình nghĩa, mặc dù đã bị một chiêu châu sắt cầy ruộng của Tề Đẳng Nhàn làm cho xấu hổ đến tức giận nhưng vẫn đồng ý giúp hắn chuyện này. Buổi đấu giá Vân Đỉnh Thiên Cung thu hút rất nhiều sự chú ý của những người giàu. Dù sao thì căn biệt thự này đã nổi danh từ lâu rồi, trước đây còn vô cùng thần bí, ngay cả chủ nhân là ai cũng không biết được. Có điều, bởi vì ngôi nhà này đã từng bị phá hủy một lần nên cho dù đã được sửa chữa đàng hoàng nhưng giá khởi điểm vẫn không dám đặt quá cao. Thế nhưng, cái giá khởi điểm này đã đủ để khiến cho rất nhiều kẻ cho rằng mình là người giàu cũng phải nản lòng 1 tỷ. Định giá ban đầu của Vân Đỉnh Thiên Cung là 2 tỷ. Cộng thêm đồ trang trí bên trong thì giá trị đã lên đến gần 3 tỷ, sau khi gặp phải một vụ nổ, giá trị của nó đã giảm đi rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn vừa mới bước vào thì đã gặp phải Vương Kiếm Thành. Vương Kiếm Thành đang bị một nhóm doanh nhân giàu có vây quanh, ai mà không biết Vương gia ở Bắc Kinh còn được gọi là Vương Tam Tỉnh cơ chứ. Nhận thầu hầu hết cơ sở hạ tầng của 3 tỉnh thì rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ. Vậy nên... Vương Kiếm Thành đương nhiên là một nhân vật rất được săn đón, mọi người đều muốn hợp tác với anh ta để làm chút chuyện làm ăn hoặc là kiếm được một khoản đầu tư gì đó. Tề Đẳng Nhàn bước vào hội trường với diện mạo của Lý Bán Nhàn, tại đây, hắn đã nhìn thấy không ít những gương mặt quen thuộc, bao gồm người giàu nhất Trung Hải là Vương Vạn Kim, còn có hội trưởng của Thương hội Hắc Long là Triệu Hắc Long và cả giám đốc chi nhánh Long Môn ở tỉnh Đông Hải là Mã Hồng Tuấn nữa. Ha ha ha! Đây chẳng phải là Lý Tổng, tên nhà quê đến từ Nam Dương hay sao? Vừa mới nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Vương Kiếm Thành đã tách khỏi đám người, bật cười ha ha và bước đến.
Đám người Vương Vạn Kim nghe thấy Vương Kiếm Thành gọi Tề Đẳng Nhàn như thế thì đều nhìn qua đó với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Tên nhà quê Nam Dương. Người này có chút mập mạp, trông hệt như một doanh nhân giàu có, hắn là doanh nhân đến từ Nam Dương sao? Doanh nhân của Nam Dương sao lại cũng đến tham gia buổi đấu giá của Vân Đỉnh Thiên Cung lần này chứ? Buổi đấu giá này là do chính phủ chủ trì, dù sao thì Tề Đẳng Nhàn cũng đã bị gán cho tội danh phản quốc. Tất nhiên là tài sản của hắn sẽ do nhà nước tịch thu. Tề Đẳng Nhàn nhìn Vương Kiếm Thành với một nụ cười giả tạo và nói, ha ha, Vương Tổng thật sự chuẩn bị cướp lấy Vân Đỉnh Thiên Cung để làm xính lễ hay sao? Vương Kiếm Thành nói, đúng đó, mong rằng lát nữa anh sẽ cố gắng hơn một chút để tôi có thể nhìn thấy thực lực của anh. Triệu Hắc Long nhìn về phía Vương Vạn Kim và nói, lão Vương, cái tên này là ai thế? Muốn tranh giành Vân Đỉnh Thiên Cung với Vương Tổng cơ à? Có phải cậu ta chán sống rồi hay không? Vương Vạn Kim lắc đầu và nói, không biết được, nhìn chẳng quen mắt chút nào, đến từ Nam Dương à? Cũng không biết có phải cậu ta có quan hệ với Trần Gia hay không nữa? Bóng dáng của Ngọc Tiểu Long cũng đã xuất hiện ở buổi đấu giá. Sau khi nhìn thấy cô ấy, mọi người đều vội vàng đi qua chào hỏi. Ngọc Tiểu Long mặc thường phục màu đen. Hai tay đút vào trong túi và lạnh lùng nói, tôi chỉ đến hóng hớt mà thôi, không tham gia đấu giá. Ngọc tướng lĩnh, xin mời ngồi vào ghế VIP. Bên tổ chức vội vàng dẫn Ngọc Tiểu Long đi về phía ghế VIP. Trước khi ngồi xuống, Ngọc Tiểu Long quay đầu lại và lạnh lùng liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, ánh mắt đó cho dù có nhìn thế nào cũng thấy có mang theo một chút sát khí. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn lẩm bẩn, chẳng phải chỉ là dùng châu sắc cầy ruộng đụng cô một cái thôi sao? Có cần thiết phải ghi thù như thế không chứ? Ai ơ đã bị tôi đụng hàng ngàn hàng vạn lần rồi nhưng đâu có ghi thù đâu, còn khen cái eo của tôi tốt cơ mà. Vương Kiếm Thành vẫy tay một cái và cười nói, Tiểu Long, em yên tâm, tôi nhất định sẽ mua lại căn biệt thự này để tặng cho em. Chỉ cần em thích thì cho dù có phải tiêu bao nhiêu tiền tôi cũng vui lòng. Đám đông nghe thấy lời này thì đều không nhịn được mà nhìn Vương Kiếm Thành một cái bằng ánh mắt hóng hớt. Nhưng Ngọc Tiểu Long lại không thèm nhìn anh ta, cô ấy lạnh lùng ngồi xuống ghế VIP và chờ buổi đấu giá khai mạc. Lý Tổng đến từ Nam Dương à? Không biết từ lúc nào mà Mã Hồng Tuấn đã đi đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, ông ta cười mỉm và hỏi. Đúng rồi, ông có gì muốn chỉ bảo sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Mã Hồng Tuấn chỉ vào Vương Kiếm Thành và nói, cậu có biết người đó là ai không? Tề Đẳng Nhàn nói, người của Vương gia ở Bắc Kinh chứ gì nữa. Mã Hồng Tuấn nói, thế mà cậu vẫn dám tranh giành với cậu ta à? Vương Kiếm Thành thấy Mã Hồng Tuấn đi đến gây chuyện với Tề Đẳng Nhàn thì bỗng bật cười ha ha và không nói gì cả. Mã Hồng Tuấn có lòng muốn tâng bốc anh ta, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối. Chẳng phải chỉ là so xem ai nhiều tiền hơn thôi sao, tôi đây cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi tiền là không thiếu. Hơn nữa còn đều là lấy từ tay của người khác, thế nên lúc tiêu cũng không hề đau lòng chút nào. Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt và nói. Trong số tiền mà Tề Đẳng Nhàn nắm trong tay thực sự không có lấy một đồng nào là kiếm được từ các kênh chính thức cả mà đều là dựa vào năng lực của mình để đi lừa về, hoặc là thông qua việc giết người và tịch thu tài sản mà cướp được. Triệu Man Nhi, Giang Sơn Hải, Tôn Dĩnh Thục, Trần Thiên Hà, Chu Quang Vinh. Những người đó đều thể hiện rằng mình vô cùng tức giận. Mã Hồng Tuấn cười cười và nói, nhiều tiền hơn cậu ta á. Ha ha ha, được thôi, để tôi chống mắt lên mà xem. Sau khi nói xong lời này, ông ta cười khẩy và rời đi. So xem ai có tiền hơn à, có khi Vương Kiếm Thành còn có thể lấy tiền đập chết hắn đấy. Mặc dù Vân Đỉnh Thiên Cung rất có tiếng tăm nhưng cùng lắm cũng chỉ có giá 2 tỷ. Nếu như trả nhiều hơn nữa thì chẳng khác nào là mất tiền ngu cả. Huống chi, nghe nói lần này Vương Kiếm Thành đã mang theo số tiền lên đến gần 10 tỷ đến đây, tên nhà quê đến từ Nam Dương ấy à, cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì có so được với thiếu gia của Vương gia đến từ Bắc Kinh không chứ? Khụ khụ khụ, cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi đấu giá của Vân Đỉnh Thiên Cung, mời các vị vào chỗ ngồi, buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu rồi. Lúc này... Người dẫn chương trình bước lên sân khấu và trầm giọng nói vào micro. Bây giờ buổi đấu giá Vân Đỉnh Thiên Cung sẽ chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là 1 tỷ. Người dẫn chương trình trầm giọng nói,
sau đó dùng búa đập xuống một cái, mỗi lần tăng giá không được dưới 10 triệu. Sau một tràng pháo tay, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vương Kiếm Thành ngồi ở ghế VIP, phát chéo hai chân và chăm chú đánh giá góc nghiêng cùng thân hình của Ngọc Tiểu Long, giống như thể toàn bộ suy nghĩ của anh ta đều không còn ở trong buổi đấu giá này nữa rồi vậy. Tất nhiên là Ngọc Tiểu Long cảm nhận được ánh mắt của anh ta, thế nhưng cô ấy vẫn bất động như núi. Tôi làm mẫu trước vậy, 1 tỷ 1, với tư cách là người giàu nhất Trung Hải, Vương Vạn Kim đương nhiên phải ủng hộ công việc của chính phủ, vì vậy ông ta đã trực tiếp giơ bảng nâng giá lên 100 triệu. Mọi người đều biết rằng Vương Kiếm Thành đã quyết tâm có được Vân Đỉnh Thiên Cung, chỉ có điều, bọn họ cũng không thể để cho mặt mũi của phía chính phủ quá là khó coi, vậy cho nên cho dù có thế nào thì cũng phải nâng giá lên một chút rồi mới chốt kèo được. Triệu Hắc Long cười nói, tôi cũng tham gia cho vui vậy, tôi trả 1 tỷ 2. Nói xong lời này, anh ta giơ tấm bảng lên. Mã Hồng Tuấn ho khan một tiếng rồi cao giọng nói, 1 tỷ 5. Ông ta thêm vào 300 triệu chỉ trong một lần, khiến cho ông trùm đứng phía sau buổi đấu giá phải nhìn ông ta một cái với ánh mắt tán thưởng. Vương Vạn Kim giơ bảng lên và nói, 1 tỷ 6. Chẹp, đã lên đến 1 tỷ 6 rồi mà sao vẫn chưa thấy cái tên đến từ Nam Dương đó giơ bảng nhỉ? Chắc không phải chỉ là phô trương thanh thế thôi đâu ha. Triệu Hắc Long không nhìn được mà quay đầu sang nói với Vương Vạn Kim. Không biết nữa. Có mà nhìn dáng vẻ của cậu ta thì có lẽ không giống người không có tiền đâu. Vương Vạn Kim bỏ tấm bảng xuống và thản nhiên nói. Triệu Hắc Long cũng không nói nhiều làm gì mà giơ tấm bảng lên và nói, 1 tỷ 8. Người dẫn chương trình cao giọng nói, Triệu Tổng của Thương hội Hắc Long ra giá 1 tỷ 8, còn có ai ra giá cao hơn không? Vân Đỉnh Thiên Cung là một kiệt tác kiếm có, hơn nữa còn từng giành được giải thưởng đẳng cấp thế giới đó. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào trên người tên doanh nhân Nam Dương Lý Bán Nhàn, chẳng phải ban nãy cái tên này còn chuẩn bị phân cao thấp với thiếu gia của Vương gia hay sao? Sao bây giờ lại trở nên hèn nhát rồi vậy? Ban nãy vừa mới bị giám đốc Mã dọa cho một trận, chắc là sợ rồi chứ gì, cho dù biết rằng mình có thể ra giá được nhưng cuối cùng cũng phải tránh sang một bên mà thôi. Đó là, Vương gia ở Bắc Kinh đó, Vương Tam tỉnh đó. Chỉ tính riêng về mặt kinh tế thôi là đã mạnh hơn những gia tộc lớn như Tề gia, Ngọc gia, Từ gia rồi. Người ta đã muốn mua lại nó để dùng làm quà theo đuổi Ngọc tướng lĩnh rồi, một tên nước ngoài dám nhúng tay vào thì chẳng phải sẽ bị hành chết hay sao? Thấy Tề Đảng Nhàn từ đầu đến cuối vẫn không giơ bảng lên, trên mặt mọi người đều nở những nụ cười mà ai ai cũng hiểu. Chính vào lúc này, Vương Kiếm Thành đã giơ tấm bảng trong tay mình lên. Ánh mắt không thèm nhìn lên sân khấu và vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc Tiểu Long, anh ta mỉm cười và nói, 3 tỷ. Vương gia quả thực rất giàu có và ngang ngược, thế mà lại thêm vào 1 tỷ 2 chỉ trong một lần. Vương Vạn Kim, người giàu nhất Trung Hải cũng không khỏi có chút giật mình, xem ra nhà của nhị đương gia thật sự sắp đổi chủ rồi. Ấy, hết cách rồi, nhị đương gia đã bị gán cho cái tội phản quốc rồi, chúng ta cũng không thể giúp gì được. Triệu Hắc Long lắc lắc đầu và nói. Nếu như nhị đương gia biết được căn nhà của mình đã bị người khác lấy đi làm quà tặng để theo đuổi Ngọc tướng lĩnh thì e rằng cậu ấy sẽ tức đến chết mất thôi. Vương Vạn Kim bất lực cười khổ. Nói thì nói thế chứ chúng ta vẫn phải cố gắng lôi kéo quan hệ với Vương gia thôi. Triệu Hắc Long cười nói. Việc Vương Kiếm Thành đưa ra cái giá 3 tỷ đã khiến cho hội trường bỗng nhiên im lặng đến mức thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên trên người Tề Đảng Nhàn. Mọi người đều đang chờ hắn giơ bảng, ai nấy đều muốn xem liệu hắn rốt cuộc có cái gan để giơ bảng hay không và cũng muốn xem rốt cuộc hắn có khả năng kinh tế để đối đầu với Vương Kiếm Thành hay không. Tề Đảng Nhàn cũng cảm thấy hòm hòm và đến lúc để làm màu rồi. Nhưng lúc hắn vừa mới chuẩn bị giơ bảng lên thì một giọng nữ trong trẻo đã vang lên từ phía sau, 4 tỷ. Đoàng. Hội trường nhất thời rộ lên. Ai đấy, ai mà lại dám to gan tranh giành với Vương Tổng thế? Là Hướng Tổng, Hướng Đông Tình, không ngờ rằng cô ấy lại đến đây, chắc là cô ấy muốn thay Tề Tổng giữ lại căn nhà đó nhỉ? Tập đoàn Hướng Thị nhờ vào sự đầu tư của Tề Tổng mà đã chiến thắng trên một cuộc chiến kinh doanh có 102, cô ấy đến để đấu giá cũng là hợp lý thôi.
Tề Đẳng Nhàn cũng không ngờ rằng Hướng Đông Tình sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở buổi đấu giá này, hơn nữa còn nâng giá lên 1 tỷ chỉ trong một lần gọi, khiến cho giá trị của Vân Đỉnh Thiên Cung tăng lên thành 4 tỷ. Cuối cùng thì Vương Kiếm Thành cũng không nhìn Ngọc Tiểu Long nữa, anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hướng Đông Tình rồi lạnh lùng nói, tôi nghe nói dạo gần đây việc xoay vòng vốn của tập đoàn Hướng thì có chút khó khăn, Hướng Tổng có thể bỏ ra được nhiều tiền như vậy không thế? Anh cũng chỉ là nghe nói thôi mà, nếu như tôi không có tiền thì liệu tôi có gan để hét giá chắc? Hướng Đông Tình nhìn Vương Kiếm Thành một cái rồi lạnh lùng trả lời. Lúc trước khi Từ Ngạo Tuyết đến Vương gia của chúng tôi để lôi kéo đầu tư, tôi thực sự nên đồng ý ngay lập tức. Vương Kiếm Thành cười khẩy một cái và nói. Hướng Đông Tình thản nhiên nói, cho dù anh có đầu tư bao nhiêu tiền vào đó thì tôi vẫn sẽ nuốt chửng anh thôi. Lúc này, người dẫn chương trình ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người và nói, Hướng Tổng ra giá 4 tỷ, còn ai muốn đấu giá hay không? Ánh mắt của Vương Kiếm Thành bỗng chốc lạnh đi. Anh ta giơ bảng lên và nói, tôi trả 4 tỷ 2. Người dẫn chương trình còn chưa kịp nói gì thì Hướng Đông Tình đã lạnh lùng nói, 4 tỷ 4. Ngọc Tiểu Long nhìn Vương Kiếm Thành một cái với ánh mắt hài hước như thể đang chế giễu hắn vậy. Vương Kiếm Thành cau mày một cái và nói với giọng không vui, 4 tỷ 8. Hướng Đông Tình bình tĩnh nói, 5 tỷ. Những khách mời đang có mặt ở đó đều đồng loạt nín thở, không một ai dám thở mạnh. Cảm thấy chuyện này thật là kích thích. Doanh nhân hàng đầu tỉnh Đông Hải là Hướng Đông Tình bất ngờ gây chiến với thiếu gia nhà Vương gia ở Bắc Kinh vào thời điểm này, hơn nữa còn đưa ra mức giá rất khốc liệt. Nếu như là Hướng Tổng thì chúng ta cũng không thể nói gì nữa rồi, tránh cho đến lúc nhị đương gia quay về lại đánh chết từng người một trong chúng ta. Triệu Hắc Long nhìn Vương Vạn Kim một cái rồi nói với vẻ có hơi chột dạ. Giám đốc Mã thấy thế nào? Vương Vạn Kim nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, mỉm cười và nói. Mã Hồng Tuấn mím môi một cái và nói, các công ty dưới tên tôi vẫn đang trông cậy vào tập đoàn Hướng Thị để kiếm tiền mà, đương nhiên là không thể đắc tội với Hướng Tổng rồi. Ba người đều đã đi đến thống nhất rằng nếu như Hướng Đông Tình đã muốn mua lại Vân Đỉnh Thiên Cung thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Trong mắt Vương Kiếm Thành bùng lên một chút lửa giận, anh ta cười nói, Hướng Tổng hào phóng thật đấy. 5 tỷ cơ à? Được thôi, tôi sẽ gọi hẳn 6 tỷ, để tôi xem cô có còn dám hét giá nữa không? Sau khi nói xong lời này, anh ta giơ bảng lên với người dẫn chương trình và lạnh lùng nói, 6 tỷ. Các khách mời đang có mặt ở đó ai nấy đều ù hết cả tai, 6 tỷ là khái niệm gì cơ chứ? Tập đoàn Hướng Thị chỉ tốn 8 tỷ để mua lại tập đoàn Goku ở Thượng Hải, giờ đây... Một biệt thự ở thành phố Trung Hải lại bị giao giá lên đến 6 tỷ, thực sự khiến cho một số người cảm thấy không thể tin được. Trong mắt bọn họ thì tiền chỉ là giấy thôi sao? Đám người hóng hớt đều cảm thấy vô cùng cạn lời. Vương Vạn Kim gượng cười và nói, sau này mọi người đừng gọi tôi là người giàu nhất Trung Hải nữa, thật là mất mặt mà. Việc Vương Kiếm Thành ra giá 6 tỷ đã trực tiếp đốt cháy hội trường và đốt cháy cả sự nhiệt huyết của người dẫn chương trình nữa. Người dẫn chương trình giơ micro lên và hét lớn, 6 tỷ, Vương Tổng ra giá 6 tỷ, còn có ai trả giá cao hơn nữa không? Hướng Đông Tình lại không giơ bảng lên nữa, quả thực là cô ta có chút muốn mua lại Vân Đỉnh Thiên Cung nhưng giá cao quá thì cũng không còn gì thú vị nữa rồi. Nhưng chính vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn lại lười biếng giơ tấm bảng trong tay mình lên. 1 tỷ, Tề Đẳng Nhàn nói. Hội trường ngay lập tức nổ tung. 1 tỷ á, người ta đã trả 6 tỷ rồi, con mẹ nó hắn trả 1 tỷ làm gì? Vương Vạn Kim sững sờ một lúc rồi nói, đầu óc của người này có vấn đề à? Giá khởi điểm đã là 1 tỷ rồi mà bây giờ cậu ta lại trả 1 tỷ sao? Triệu Hắc Long lại nói, sao tôi lại cảm thấy cái người này có chút làm màu nhỉ? Và lại, phong cách làm màu này còn có chút quen thuộc. Vương Vạn Kim cũng ngây người một lúc và nói ấy. Nghe cậu nói như thế, tự dưng tôi cũng có cảm giác đó. Hai người Vương Vạn Kim và Triệu Hắc Long đều cảm thấy có chút không đúng nên đã ngay lập tức không nói gì nữa. Đồ ngốc này, Mã Hồng Tuấn lại cười phá lên rồi liên tục lắc đầu. Vương Kiếm Thành liếc sang một cái và cười nói, ban nãy anh bị rớt mạng à? Hay là đầu óc anh bị chập mạch rồi thế?
sắc mặt của người dẫn chương trình và những lãnh đạo phía sau sân khấu đột nhiên đen sầm lại, còn bà nó đây chẳng phải hoàn toàn chỉ là đến để phá đám thôi hay sao? Vị tiên sinh này, mong anh đừng có phá đám và gọi giá lung tung. Nếu không thì chúng tôi sẽ đuổi anh ra ngoài đó. Người dẫn chương trình sầm mặt nói, một đám bảo vệ đã ở bên cạnh xoa tay hầm hè rồi. Tề Đẳng Nhàn lại ngây người một lúc rồi nói, tôi nói 1 tỷ, anh nghe không hiểu à? Người dẫn chương trình nói với vẻ tức giận, bảo vệ, ném cái tên phá đám này ra ngoài cho tôi. Hướng Đông Tình cũng nhìn Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, cô ta vẫn luôn cảm thấy bộ dạng đê tiện của cái tên này có hơi giống với tên háo sắc thích nhìn quần tất đen nào đó. Ha ha ha, thật là buồn cười mà, không ngờ rằng một nơi như thế này mà cũng để cho một tên não tàn như thế trà trộn vào được. Đúng là mở mang tầm mắt mà, 1 tỷ đấu với 6 tỷ mà còn hỏi người ta có nghe hiểu không nữa à? Đúng lúc bảo vệ chuẩn bị đi tới thì Tề Đẳng Nhàn lại đột nhiên hỏi với giọng kinh ngạc, chẳng lẽ ở Hoa Quốc mà các người cũng dùng đô la Mỹ để đấu giá à? Không phải dùng tiền của Hoa Quốc hay sao? Hướng Đông Tình xem đến đây thì khóe miệng bỗng chốc co giật một cái và cong lên một nụ cười, bây giờ cô ta đã có thể rất chắc chắn về việc là ai đang ngụy trang thành cái tên này rồi. 6 tỷ đô la Mỹ thì đắt quá rồi, tôi không mua được đâu, thôi vậy, tôi đi đây. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy và làm ra bộ dạng phủi mông chuẩn bị rời đi. Người dẫn chương trình ngay lập tức sững sờ, anh ta vội vàng nói, chờ đã. Anh Lý Bán Nhàn. 1 tỷ mà ban nãy anh nói là 1 tỷ đô la Mỹ à? Tề Đẳng Nhàn bày ra vẻ mặt khó hiểu và nói, đúng rồi. Các người không nhận đô la Mỹ à? Người dẫn chương trình ngay lập tức đỏ bừng mặt và nói, ồ, thật ngại quá, là tôi đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi cũng nhận cả đô la Mỹ à? Và lại, chúng tôi vô cùng hoan nghênh anh sử dụng đô la Mỹ để tiến hành đấu giá. Đô la Mỹ là ngoại tệ đó. 1 tỷ đô la Mỹ thì quá là đáng giá đi mà. Cái tên này chỉ đang giả ngây giả ngốc mà thôi, anh ta đến đây là để phá đám đó, tốt nhất là các người hãy xem liệu rằng anh ta có nhiều đô la Mỹ đến như thế hay không đi. Vương Kiếm Thành lạnh lùng mở miệng. Người dẫn chương trình cảm thấy cũng khá là có lý, anh ta nói, lời này nói không hề sai, anh à, anh phải lấy ra chứng cứ thích hợp để khiến cho chúng tôi tin tưởng anh mới được. Tề Đẳng Nhàn ném một cái thẻ ngân hàng ra với vẻ giàu có và hống hách rồi nói, nhìn đi, đây có phải là thẻ đen của ngân hàng Thụy Quốc hay không? Người dẫn chương trình là một người hiểu sâu biết rộng, anh ta cầm cái thẻ ngân hàng lên, đúng thật là thẻ đen của ngân hàng Thụy Quốc này. Thật ngại quá, anh Lý, ban nãy tôi không nên nghi ngờ anh. Tất cả đều là lỗi của tôi. Người dẫn chương trình nhìn thấy ánh mắt của lãnh đạo thì vội vàng cúi người xin lỗi Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nói, hai, dọa cho ông đây một trận rồi, tôi còn tưởng rằng Hoa Quốc các người cũng sử dụng đô la Mỹ để đấu giá cơ đấy. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều xấu hổ đến toát cả mồ hôi, bọn họ ai nấy đều nhìn nhau một cái, không ai có thể ngờ rằng cái tên đến từ Nam Dương này lại có nhiều tiền đến như vậy, chỉ trong một lần đã lấy ra 1 tỷ đô la Mỹ để đấu giá với Vương Kiếm Thành. Sắc mặt của Vương Kiếm Thành bỗng chốc trở nên u ám đến mức khó coi. Nếu như đám người đó không cố tình gây tranh cãi thì anh ta sớm đã mua được Vân Đỉnh Thiên Cung với giá 3 tỷ rồi, không những có thể tiết kiệm được một khoản tiền mà còn đủ để cho chính quyền Trung Hải có được mặt mũi nữa. Cái phong cách làm màu này, tôi thấy quen thuộc lắm. Vương Vạn Kim nói. Vô cùng quen thuộc, Triệu Hắc Long phụ họa thêm vào. Người dẫn chương trình ho khan một cái rồi nói, Lý Tổng của Nam Dương ra giá 1 tỷ đô la Mỹ. Còn có ai ra giá cao hơn hay không? Ngọc Tiểu Long nhìn thấy bộ dạng đê tiện của Tề Đẳng Nhàn thì cũng không khỏi lắc đầu và bật cười. Cái tên này ấy mà, võ công thì cao đến mức khác người mà khi gây chuyện thì lại chẳng có chút phong độ của bậc thầy gì cả, lúc nào cũng chỉ muốn bày ra mấy trò kỳ quặc. Vương Kiếm Thành cũng đã chú ý đến vẻ mặt của Ngọc Tiểu Long, anh ta cắn răng và lạnh lùng nói, tôi trả 8 tỷ. 8 tỷ để mua một căn biệt thự đối với Vương Kiếm Thành mà nói đã là một cái giá đổ máu rồi, nếu như không phải vì câu nói khoác lác lúc đầu của mình thì anh ta sẽ không bỏ ra số tiền này đâu. Lấy số tiền này để tự mình xây một trang viên chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Sao lại cứ phải mất chỗ tiền ngu này cơ chứ?
vừa rồi anh ta còn đang nhàn nhã thưởng thức vẻ đẹp hoàng kim của Ngọc Tiểu Long, bộ dạng không thèm để ý đến tất cả những doanh nhân ở trong buổi đấu giá này, thế nhưng bây giờ anh ta lại đang nghiến răng nghiến lợi, thật sự khiến cho những người khác cảm thấy có chút buồn cười. 1,5 tỷ, Tề Đẳng Nhàn cười tít mắt, giơ tấm bảng lên và chậm chậm nói. Ồ, đô la Mỹ, hắn lại bổ sung thêm một câu. Bây giờ hắn không hề thiếu tiền một chút nào. Khi ở Quang Dương, hắn đã tiêu diệt Trần Thiên Hà và kiếm được một khoản lớn, sau đó lại giải quyết tập đoàn N đặc và kiếm thêm một khoản lớn nữa, cộng thêm với số tiền mà hắn lừa đảo và chiếm đoạt được ngày trước. Chà, số tiền mà hắn vất vả kiếm về cũng không ít đâu. 1,5 tỷ đô la Mỹ, nếu như đổi sang tiền Hoa Quốc thì đã nhiều hơn 10 tỷ rồi. Một căn biệt thự mà có giá hơn 10 tỷ á? Nói đùa cái gì đấy, xây dựng cả cái hoàng cung chắc cũng không đáng giá nhiều đến như vậy đâu ha. Sau khi nghe thấy cái giá này, sắc mặt của Vương Kiếm Thành bỗng chốc tái mét, anh ta nhìn chằm chằm vào Tề Đẳng Nhàn và cảm thấy cái tên người Nam Dương này đúng thật là một kẻ điên mà, con mẹ nó lấy ra 1,5 tỷ đô la Mỹ chỉ vì không chịu thua mình hay sao? Bộ dạng của Tề Đẳng Nhàn như thể đang nói rằng, người Nam Dương chúng tôi người ngốc tiền nhiều thế đấy, mau đến nhặt tiền đi. Mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt lên trên người Vương Kiếm Thành, muốn xem anh ta còn có biểu hiện gì khác hay không. Áp lực ngay lập tức đổ dồn lên người Vương Kiếm Thành. Anh ta khẽ hừ một tiếng và nói, một căn biệt thự thôi mà, cũng chẳng đáng giá đến như vậy, nếu như anh đã thích nó như vậy thì nhường nó cho anh là được rồi chứ gì. Tề Đẳng Nhàn vội vàng nói, a, đúng. Vương Kiếm Thành vô cùng tức giận, trên mặt thậm chí còn xuất hiện sát khí. Vương Vạn Kim nhìn Triệu Hắc Long một cái và hỏi, là cậu ta đúng không? Chắc chắn là thế rồi. Triệu Hắc Long mím môi một cái và nói với giọng vô cùng khẳng định. Thế thì không sao rồi. Vương Vạn Kim nhắm mắt lại. Mã Hồng Tuấn lại không nghe được mấy lời thì thầm của hai người họ, trong mắt ông ta bỗng chốc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không ngờ rằng cái tên người Nam Dương này lại không biết điều đến như vậy, mình đã cảnh cáo hắn rồi mà hắn vẫn còn dám đối đầu với Vương Kiếm Thành à. 1,5 tỷ đô la Mỹ lần thứ nhất, 1,5 tỷ đô la Mỹ lần thứ hai, 1,5 tỷ đô la Mỹ, chốt kèo. Người dẫn chương trình hét lớn với vẻ hăng hái, một căn biệt thự được bán đấu giá với cái giá cao ngất trời ở trong tay anh ta có thể mượn lần đấu giá này để thành danh rồi. Sau này anh ta nhất định sẽ có thể được mời đi dẫn chương trình cho những buổi đấu giá lợi hại hơn nữa. Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang cười với Ngọc Tiểu Long và nói, nghe nói Ngọc Tướng Lĩnh thích căn biệt thự này à? Tôi tặng cho cô nhé. Ngọc Tiểu Long lại đứng phắt dậy và quay người rời đi, cô ấy không muốn nói chuyện với loại người này dù chỉ một câu. Vương Kiếm Thành nheo mắt lại, siết chặt nắm đấm và quay đầu ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn ở cách đó không xa. Mã Hồng Tuấn gật đầu một cách hiểu ý, sau đó dặn dò thuộc hạ trông chừng Tề Đẳng Nhàn, tránh cho hắn lẻn đi mất sau khi buổi đấu giá kết thúc. Sau khi thống nhất giá cả, Tề Đẳng Nhàn nhận lấy hợp đồng từ phía chính quyền, sau đó chuyển tiền ngay tại chỗ, đồng thời viết lên trên hợp đồng cái tên Lý Bán Nhàn. Vấn đề này cũng không lớn lắm, chờ đến sau khi có thể về nước, hắn sẽ lại lấy tên Lý Bán Nhàn để làm một phần hợp đồng kiểu tặng hoặc chuyển nhượng đến dưới tên của mình là được. Chúc mừng Lý Tổng đã đấu giá được Vân Đỉnh Thiên Cung, thật là đáng để ăn mừng mà. Các người thực sự đang chúc mừng tôi chứ không phải đang chế giễu tôi là kẻ ngốc nhiều tiền có đúng không? Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn người dẫn chương trình và mấy tên lãnh đạo ở bên cạnh anh ta một cái rồi hỏi. Mấy người họ đều bị hắn nói chúng suy nghĩ chân thật nhất ở trong lòng, ai nấy đều nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng bọn họ quả thực cũng có suy nghĩ như vậy. Bỏ ra 1,5 tỷ đô la Mỹ để mua lại một căn biệt thự, đó không phải người ngốc nhiều tiền thì là gì? Có điều, Tề Đẳng Nhàn cũng chẳng để tâm lắm, dù sao thì số tiền đó cũng là tiền mà hắn kiếm được từ việc lừa đảo, chiếm đoạt và giết người, chẳng có lấy một đồng tiền nào là được kiếm từ các kênh chính thống cả, vậy nên lúc dùng cũng không hề cảm thấy đau lòng dù chỉ một chút. Chúc mừng Lý Tổng đã có được Vân Đỉnh Thiên Cung, không biết Lý Tổng có hứng thú đầu tư một chút vào tập đoàn Hướng Thị không? Hướng Đông Tình cười mỉm, bước đến và hỏi với vẻ dịu dàng. Trông thì dịu dàng nhưng thực chất bên trong lại đang che giấu sát khí,
cái tên trộm dám lấy đi cây bút chì của cô ta này chắc chắn sẽ không được chết một cách yên ổn. Tề Đẳng Nhàn ho khan vài cái và nói, không dám không dám, quay về tôi sẽ khảo sát một chút xem có cần thiết phải đầu tư hay không. Hai người Vương Vạn Kim và Triệu Hắc Long vừa nhìn thấy phong cách làm màu này của hắn là đã biết hắn là ai rồi, vậy nên, sau khi buổi đấu giá kết thúc, bọn họ đã trực tiếp rời đi. Tiếp theo đây cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa. Nhưng Mã Hồng Tuấn lại đi đến với vẻ thấp thỏm và nói với Tề Đẳng Nhàn, Lý Tổng, chúng ta qua một bên nói chuyện chút nhé. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Hướng Đông Tình và nói, Hướng Tổng xin hãy chờ một chút nhé. Những người vẫn còn đang có mặt ở đó khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều không khỏi bật cười, cảm thấy sắp có chuyện hay để xem rồi. Mã Hồng Tuấn đây là muốn nịnh bợ Vương Kiếm Thành cho nên tới tìm Tề Đẳng Nhàn để nói chuyện, nếu như Tề Đẳng Nhàn không thức thời thì e rằng sẽ chịu không nổi đâu. Lý Tổng liệu có biết Vân Đỉnh Thiên Cung là thứ mà anh Vương Kiếm Thành rất thích hay không? Mã Hồng Tuấn vừa cười vừa nói. Cái tên nghèo rất mồng tơi đó có thích hay không thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Tề Đẳng Nhàn nhìn Mã Hồng Tuấn, nhún vai một cái và nói. Sắc mặt của Mã Hồng Tuấn bỗng chốc lạnh đi, ông ta nói, cậu ấy thích thì cậu không nên cướp của cậu ấy chứ. Bởi vì thân phận và địa vị của cậu ấy đã bày rõ ra ở đó rồi, cậu đắc tội với cậu ấy chính là không nể mặt Mã Hồng Tuấn tôi đây. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thì ra còn có thể như thế nữa à. Thế thì tôi cũng thích vợ của ông, hay là tối nay tôi đến nhà ông tìm bà ấy nhé, sau đó khi nào ông đi ra ngoài thì giúp tôi đóng cửa lại có được không? Câu nói này của Tề Đẳng Nhàn khiến cho gương mặt của mọi người đều biến sắc, thật là phách lối quá đi, thế mà lại dám nói chuyện với giám đốc chi nhánh Long Môn của tỉnh Đông Hải như thế à? Có còn cần mạng nữa không đấy? Phải biết rằng Mã Hồng Tuấn vừa mới lên chức không lâu và đang ở trong thời kỳ tiền đồ rộng mở, chọc giận ông ta vào lúc này có khác gì với chọc vào họng súng hay không? Cái tên Nam Dương kia, có phải cậu muốn chết không? Cậu thực sự cho rằng có một chút tiền thì có thể phách lối ở trên địa bàn của Hoa Quốc chúng tôi à? Mã Hồng Tuấn nhìn Tề Đẳng Nhàn với vẻ âm u, nở nụ cười ác độc và nói. Tề Đẳng Nhàn giơ tay ra vỗ vỗ lên mặt ông ta vài cái, cười tít mắt và nói, xin lỗi, có tiền thì thực sự là có thể muốn gì được nấy đó. Cái tên Nam Dương kia, cậu ta thực sự cho rằng bản thân mình có tiền rồi thì có thể không đặt người khác vào trong mắt à? Đây là Hoa Quốc đó, nếu như làm màu như vậy thì có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào đó. Một người khác thấy Tề Đẳng Nhàn phách lối như vậy thì không nhịn được mà liên tục lắc đầu và lo lắng thay cho hắn. Lãnh đạo phía bên tổ chức nhìn thấy vậy thì nhìn nhau một cái rồi lần lượt rời đi. Bọn họ đã lấy được tiền đấu giá rồi, chuyện tiếp theo đó không còn liên quan gì đến bọn họ nữa, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cuối cùng căn nhà đó rơi vào trong tay ai cũng chẳng sao cả. Vương Kiếm Thành nhìn thấy bên tổ chức đã rời khỏi đó rồi thì cũng từ từ bước đến và cười nói với Tề Đẳng Nhàn, thằng nhà quê đến từ Nam Dương kia, mày được lắm, cũng có chút thực lực đấy chứ nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, thật là ngại quá, đã khiến cho cái mặt thối nát đó của anh phải xấu hổ rồi, con người tôi cái gì cũng không nhiều, chỉ có tiền là không thiếu. Vẻ mặt của Vương Kiếm Thành bỗng chốc trầm xuống, anh ta nói, mày dám khiến cho tao phải mất mặt ở trước mặt Tiểu Long à? Nếu như mày không để căn biệt thự này lại cho tao thì mày cũng đừng mong đến việc có thể sống sót mà rời khỏi Hoa Quốc. Mã Hồng Tuấn phất tay một cái, mấy tên thuộc hạ của ông ta ngay lập tức bao vây lấy hắn. Yo, giám đốc Mã uy phong thật đấy. Có phải ông đã quên mất là ai đã giúp ông bước lên cái chức giám đốc đó rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang nhìn Mã Hồng Tuấn và lạnh lùng hỏi. Mã Hồng Tuấn nghe thấy vậy thì bỗng chốc cau mày. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, nếu như ông chủ đứng phía sau tôi biết ông ngang bướng như vậy thì cũng không biết anh ấy liệu có đến lấy cái mạng chó của ông không nhỉ? Mã Hồng Tuấn nhất thời tỉnh ra, trong lòng ngay lập tức có chút lạnh lẽo, ông ta thầm nghĩ, cái tên Lý Bán Nhàn này là người mà Tề Đẳng Nhàn phái đến à? Cũng không phải không có khả năng đó, dù sao thì Vân Đỉnh Thiên Cung vốn dĩ chính là tài sản của cậu ta. Sau khi bị nhà nước tịch thu, cậu ta lại phái người đến để mua lại nó, cũng hợp logic phết. Hai người Vương Vạn Kim và Triệu Hắc Long đâu rồi? Ếch! Có phải bọn họ đã nghĩ ra từ sớm rồi nên không định nhúng tay vào,
chỉ có mình ngu ngốc chạy qua đây để làm người dẫn đầu thôi sao? Mã Hồng Tuấn cũng không phải kẻ ngốc, lúc này không nhìn thấy hai người Vương Vạn Kim và Triệu Hắc Long nữa nên ông ta càng cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao thì trước đó ba người họ đã bàn bạc xong rằng phải lôi kéo quan hệ với Vương Kiếm Thành và ắt phải đảm bảo việc Vân Đỉnh Thiên Cung sẽ rơi vào trong tay của Vương Kiếm Thành rồi. Thế nhưng, sau khi buổi đấu giá kết thúc, căn nhà đó lại rơi vào trong tay của cái tên doanh nhân đến từ Nam Dương là Tề Bán Nhàn, hai người kia thì lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Tóm lại là bất cứ chỗ nào cũng toát ra sự kỳ lạ. Mã Hồng Tuấn lập tức nở nụ cười xấu hổ và nói, thì ra lai lịch của anh lại lớn đến như thế à? Ha ha, sao anh không nói sớm chứ? Nếu như anh đã là người mà cậu ấy phái đến thì tôi cũng không can dự vào nữa đâu. Vương Tổng, xin lỗi nhé. Đây không phải chuyện mà tôi có thể nhúng tay vào được, anh tự mình giải quyết đi nhé. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây. Sau khi nói xong lời này, Mã Hồng Tuấn phất tay một cái rồi dẫn đám thuộc hạ của mình xoay người rời đi. Mọi người nhất thời nhìn nhau một cái tên đến từ Nam Dương này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại dọa cho Mã Hồng Tuấn phải chạy mất chỉ bằng một câu nói thôi chứ. Phải biết rằng Mã Hồng Tuấn chính là giám đốc Long Môn của tỉnh Đông Hải đó, là người có quyền cao chức trọng hàng thật giá thật. Mã Hồng Tuấn vừa mới đi khỏi, sắc mặt của Vương Kiếm Thành ngay lập tức trở nên có hơi ngượng ngùng và khó coi. Anh ta nhíu chặt mày và lạnh lùng nói, đúng là một nên rác rưởi vô dụng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, thật ngại quá, người mà anh mời đến hình như đã bị tôi dọa cho chạy mất rồi. Vương Kiếm Thành nheo mắt lại, đánh giá Tề Đẳng Nhàn một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười và nói, Lý Bán Nhàn có đúng không, được lắm, tao nhớ kỹ mày rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, cảm ơn anh nhé. Vương Kiếm Thành quay đầu bỏ đi. Việc không thể lấy được Vân Đỉnh Thiên Cung ít nhiều cũng khiến cho anh ta cảm thấy có hơi thất bại và mất mặt. Cũng chính vì Tề Đẳng Nhàn quá đỗi giàu có và hống hách, chẳng mấy chốc đã hét ra cái giá 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ, tương đương với hơn 10 tỷ tiền Hoa Quốc. Nếu như Vương Kiếm Thành thực sự lấy ra hơn 10 tỷ để đấu giá với hắn thì cho dù cuối cùng anh ta có thắng được thì cũng sẽ trở thành trò cười mà thôi. Ngay từ khi Tề Đẳng Nhàn bắt đầu hét giá là anh ta đã rơi vào trong hoàn cảnh ngại ngùng tiến thoái lưỡng nan rồi. Nếu thắng thì sẽ bị người khác cười nhạo là kẻ ngốc nhiều tiền và phải trả tiền ngu. Nếu thua thì người khác sẽ cho rằng Vương gia cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả một tên đến từ Nam Dương cũng không vượt qua được. Hướng Đông Tình không biết đã đi đến phía sau Tề Đẳng Nhàn từ bao giờ rồi, cô ta lạnh lùng hỏi, cây bút chì của tôi đâu rồi? Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc bị Hướng Đông Tình dọa cho một trận, cô gái này là ma à? Không tiếng động gì mà đã đi đến phía sau mình rồi. Bút chì cái gì, tôi không hiểu gì cả, Tề Đẳng Nhàn trả lời. Đừng có làm bộ làm tịch ở đây nữa đi, anh có thể thay đổi ngoại hình, thậm chí là cả giọng nói của mình, nhưng có một thứ khí chất mà anh không thể nào thay đổi được đâu, có hiểu chưa hả? Hướng Đông Tình cười khẩy và nói. Chắc chắn là tinh thần hiệp sĩ. Tâm huyết và sự nghĩa khí. Những thứ này đều là đánh giá mà Sở Vô Đạo dành cho tôi. Tề Đẳng Nhàn ưỡn ngực kiêu hãnh và lớn tiếng trả lời. Sai rồi, là sự lẳng lơ. Hướng Đông Tình giơ tay ra nắm lấy cà vạt của Tề Đẳng Nhàn, dám ăn trộm bút chì của tôi à, có phải anh chán sống rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn lại nhìn mái tóc dài đến ngang vai của Hướng Đông Tình và nói với vẻ thâm tình, đẹp quá. Nhan sắc của Hướng Đông Tình vốn đã thuộc vào loại đỉnh cao rồi, khi không quấn chiếc búi tóc cổ hủ và để mặc cho mái tóc đen xõa thẳng ra, trông cô ta rất giống nữ chính với mái tóc thẳng đen dài trong tiểu thuyết ngôn tình. Hướng Đông Tình sững sờ một lúc, sắc mặt bỗng chốc có hơi đỏ lên, cô ta nói cái quần què gì thế? Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi đang nói dáng vẻ khi không dùng bút chì để búi tóc của cô trông rất đẹp, khi nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy vô cùng say mê và yêu thích. Hướng Đông Tình nheo mắt lại, trong mắt mang theo một chút lạnh lẽo, cô ta nói, anh bớt ở đây đánh trống lảng với tôi đi, không có tác dụng gì đâu, mau chóng trả cây bút chì đó lại cho tôi, nếu không thì tôi nhất định sẽ hành chết anh. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu và nói, tôi đã để lại giấy nốt cho cô rồi mà, ở trên đó đã viết rất rõ ràng rồi. Muốn tôi trả nó lại cho cô à, cũng được thôi, cơ mà chắc chắn không phải là bây giờ. Hướng Đông Tình lạnh lùng nói, anh lấy trộm đồ của tôi mà ăn nói cũng lý lẽ phết đấy nhỉ.
Tề Đẳng Nhàn tiện tay tháo chiếc cà vạt mà cô ta đang nắm lấy của mình ra và nói, được rồi, đừng có làm mấy cái trò bá đạo tổng tài ở trước mặt tôi nữa, trừ phi cô thực sự muốn dồn tôi vào chân tường. Hướng Đông Tình suýt chút nữa đã bị tên đàn ông chó má này làm cho tức đến mức ngất đi. Với cái bộ dạng tai to mặt lớn này thì có người con gái nào thèm đâu chứ? Việc anh tự tiện hành động đã làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của tôi. Hướng Đông Tình nói với vẻ khó chịu. Có một số chuyện tôi bắt buộc phải làm, nếu như cô cũng đối mặt với nguy hiểm như vậy thì tôi cũng sẽ đứng ra vì cô thôi. Tề Đẳng Nhàn lại nói với vẻ ngay thẳng. Hướng Đông Tình nghe thấy vậy thì lại bỗng chốc ngây người và cảm thấy câu nói này thực ra cũng có chút ấm áp. Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, tôi vẫn sẽ cầm cây bút chỉ đó, đợi đến khi thời cơ chín muồi thì tôi sẽ trả lại cho cô. Hướng Đông Tình bày ra vẻ mặt không vui và vẫn định nói thêm gì đó. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại cười nói, sau khi chú Phúc đi thì cô lại bớt đi thứ để vương vấn rồi. Tôi cầm cây bút chì của cô, ít nhất cũng có thể khiến cho cô có thêm một chút vương vấn, cho dù sự vương vấn đó dành cho cây bút chì hay cho bản thân tôi cũng đều được cả. Chí ít thì cũng sẽ không khiến cho cô phải trống rỗng trong lòng rồi chỉ có thể phàn nàn với nấm mồ. Hướng Đông Tình lại lạnh lùng hừ một tiếng và nói, ai thèm vương vấn cái thứ người như anh chứ? Tôi còn sợ mỗi khi nghĩ đến anh là máu lại dồn lên não đó. Nghĩ đến tôi khiến cho cô tức giận cũng được thôi, dù sao thì con người cũng không phải máy móc, hỉ nộ ái ố là những cảm xúc bắt buộc phải có mà. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói. Vậy cho nên, nói nhiều như thế rồi, cây bút chì của tôi đâu? Có phải anh đã làm mất nó rồi hay không? Hướng Đông Tình cau mày nói. Ở đây nè, Tề Đẳng Nhàn tiện tay móc cây bút chì đã ở bên cạnh Hướng Đông Tình nhiều năm ra và lắc lư nó ở trước mặt cô ta. Hướng Đông Tình theo bản năng muốn giơ tay ra để bắt lấy nó nhưng lại bị Tề Đẳng Nhàn thu tay lại trước nên đã không bắt được. Đây là thẻ ra vào của Vân Đỉnh Thiên Cung, cô giúp tôi bảo quản nó trước, còn tôi thì sẽ thay cô bảo quản cây bút chì này. Nếu như tôi làm mất cây bút chì này thì cô cũng không cần phải trả thẻ ra vào cho tôi nữa. Cuộc giao dịch này đối với cô mà nói thì cũng hời phết đấy chứ nhỉ. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và hỏi, đồng thời nhét tấm thẻ ra vào mới toanh vừa mới lấy được vào trong tay của Hướng Đông Tình. Hướng Đông Tình do dự một lát nhưng vẫn cầm lấy nó và nói, cây bút chì này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, anh nhất định không được làm mất nó đâu đấy. Nếu không thì tôi sẽ giết chết anh. Tề Đẳng Nhàn cười nói, yên tâm đi. Tề Đẳng Nhàn cười cười và trả lời như vậy. Tiếp viên hàng không Dũng không nói nhiều mà dẫn hắn đi vào trong khoang hạng nhất và nói, vị hành khách này đột nhiên co giật, cơ thể căng cứng đến không thể tưởng tượng nổi, anh mau xem đi. Bên trong khoang hạng nhất có 8 vị hành khách, lúc đầu Tề Đẳng Nhàn cũng muốn mua vé khoang hạng nhất nhưng kết quả lại chậm tay một bước nên chỉ có thể lùi xuống khoang thương gia mà thôi. Vừa mới bước vào, hắn đã nhìn thấy có một hành khách trung niên đang ngồi bệt trên ghế, cơ thể co giật liên tục như bị điện giật, hai mắt trợn ngược lên, cơ bắp toàn thân cứng ngắc đến mức khó tin. 7 hành khách còn lại trong khoang hạng nhất đều tái mét mặt mày vì sợ hãi, trong số đó có một người đẹp ăn mặc thời thượng có vẻ to gan hơn một chút. Cô ta muốn đi đến giúp đỡ nhưng lại không dám. Tề Đẳng Nhàn đi thẳng về phía trước rồi túm lấy cổ áo bệnh nhân, nhấc bệnh nhân ra khỏi ghế và đặt thẳng xuống lối đi, sau đó bảo những tiếp viên hàng không đang đứng xem quanh đó lùi ra xa hơn một chút để cho không khí được lưu thông. Người này đang lên cơn động kinh, hơn nữa còn là một cơn co giật lớn. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng căng thẳng, nếu như xử lý ổn thỏa thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tề Đẳng Nhàn thấy trong miệng của vị hành khách này có dấu hiệu sùi bọt mép thì ngay lập tức lật người đó nằm sấp xuống rồi quay đầu ông ta sang một bên, giữ cho cổ họng và khí quản thẳng hàng với miệng và mũi, nếu thế thì ngay cả khi ông ta có nôn mửa thì nó cũng không làm tắc nghẽn đường thở của ông ta. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn đưa tay ra nắm lấy quai hàm của vị hành khách này, bóp cho cái miệng của ông ta mở ra, tránh cho ông ta cắn bị thương đầu lưỡi. Nếu như là người bình thường thì chắc chắn sẽ phải sử dụng những dụng cụ như dụng cụ đè lưỡi, nhưng lực tay của Tề Đẳng Nhàn lại khỏe đến mức khác thường. Ngay sau đó, hắn bảo tiếp viên hàng không mang bình dưỡng khí đến để cung cấp oxy cho ông ta, đồng thời dùng ngón trỏ ấn vào nhân trung của đối phương.
cách xử lý của Tề Đẳng Nhàn không hề hề dùng đến những thao tác khoa trương đến mức khác thường như kiểu châm cứu hay bấm huyệt mà chỉ là những thao tác bình thường mà thôi. Đợi đến khi nhìn thấy cơn co giật của đối phương dần dần dịu đi, hắn thở phào một hơi rồi bảo tiếp viên hàng không lật tung túi hành lý của ông ta ra để tìm thuốc chống động kinh. Sau khi cho vị hành khách này uống thuốc từng chút một mà tiếp tục ấn vào nhân trung, vị hành khách này đã dần dần hồi phục được ý thức. Được rồi, sau khi xuống máy bay thì nhớ là hãy lập tức đưa ông ta đến bệnh viện để kiểm tra. Tề Đẳng Nhàn cũng thở phào một hơi và nhàn nhạt nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, các tiếp viên của phi hành đoàn đều cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn đối với Tề Đẳng Nhàn. Mọi người khách sáo rồi, bất cứ ai học y đều sẽ đứng ra giúp đỡ vào lúc này thôi. Tề Đẳng Nhàn xua xua tay và nói với vẻ không quá quan tâm. Tất cả những vị khách trong khoang hạng nhất đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, cũng may bố mình là một thầy lang chân đất, ở trong tù không có bác sĩ nhưng cứ hễ có bệnh gì lặt vặt đều sẽ do ông ấy kê đơn điều trị, tốt xấu gì mình cũng học được một ít. Tề Đẳng Nhàn lập tức trở về khoang thương gia của mình và ngồi xuống. Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này thì cũng không xảy ra chuyện gì nữa, cho đến khi máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố Hương Sơn thì mọi người đều không sao cả. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, Dạo gần đây mình giết người nhiều quá, cứu được một người cũng coi như là giảm bớt cái nghiệp. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ với tinh thần tràn đầy lạc quan. Nếu như đám người thượng quan Thương Hải biết được suy nghĩ này của hắn thì có lẽ bọn họ đều sẽ giơ ngón trỏ lên để thể hiện sự khinh thường đối với hắn từ tận dưới địa ngục. Đang trên đường đi ra ngoài thì Tề Đẳng Nhàn bỗng nghe thấy từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã của giày cao gót chạm đất và tiếng vali bị kéo lê xoành xoạch. Sau đó, cánh tay của hắn ngay lập tức bị người khác kéo lại. Này, tình yêu ơi! Chẳng phải em đã bảo anh đi chậm lại một chút rồi hay sao? Sao anh lại không chịu chờ em thế? Cô gái đang ôm lấy tay hắn nói với vẻ mặt hờn dỗi. Tề Đẳng Nhàn ngây người một lúc rồi cẩn thận đánh giá cô gái này. Đây chẳng phải là người đẹp ở khoang hạng nhất ban nãy hay sao? Mình đã gặp cô ta bao giờ đâu nhỉ? Sao vừa mới đi đến đã gọi mình là tình yêu rồi thế? Cô gái này cao khoảng trên dưới 1m65. Chân có đi thêm giày cao gót nên trông dáng người rất cao ráo và mảnh khảnh, cô ta mặc một bộ trang phục công sở thành thị phối màu đen trắng cổ điển, gương mặt trông cũng khá là xinh đẹp, nhan sắc có thể so với minh tinh, dáng người có thể nói là cũng vô cùng tốt. Tề Đẳng Nhàn theo bản năng cảm thấy đây chính là thứ gọi là mỹ nhân kế, hắn đang chuẩn bị đuổi cô ta đi thì đột nhiên nhìn thấy có một người trẻ tuổi bỗng nhiên đi ra chặn đường hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.